chương 80, muốn làm khó dễ, thương ảnh như rồng, Lý Vinh quát lớn một tiếng chặn lại. Hai tay hắn vỗ động, bên người Lý Vinh hoàn toàn bị thương ảnh bao trùm. Một loạt âm thanh binh khí va chạm vang lên, bóng diệp quỷ xuất hiện sau lưng Lý Vinh, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó tự mình lấy huy chương ném tới. Ở một nơi khác, hai mắt Phương Hàn trở nên ngưng trọng vô cùng, trường côn xoay tròn, phục ma côn trận. Đao quang như gió như điện bị trường côn hoàn toàn ngăn trở, thân hình Diệp Tàn đột ngột xoay tròn, chân phải đá ra. Vương Hàn giơ gậy đón đỡ, Diệp Tàn lùi lại, sau khi hạ xuống đất vững vàng, ném huy chương trước ngực ra ngoài. Đồng thời, Diệp Phàm đã đứng ở trước cửa lớn thiên phủ, một hồi loạn chiến hạ màn, nhưng mà đệ tử quan sát trong thiên phủ lại ngây ra như phỗng. Mạnh, mặc dù ba người này là đệ tử tiềm long phong, nhưng mà, ta không thể không nói rằng quá mạnh. Đặc sắc, cuộc luận bàn tinh xảo như thế lại xuất hiện giữa hai người vừa được sinh ra và trường sinh nhị tinh đặc biệt là Diệp Phàm lại có thể đánh lui kiếm khách. Không ít người tán thưởng, cũng có vài người khinh thường nói, chẳng qua là ỷ vào võ kỹ thần bí mà thôi, không đáng nhắc đến, Diệp Phàm kia càng là mưu lợi, nếu thật sự đánh, một hiệp, tất nhiên sẽ bại dưới tay kiếm khách. Mắt là thứ tốt, tiềm long phong tràng, cường đại hàm hậu nói, phong chủ, Diệp Phàm sư đệ thật lợi hại, đợi hắn tới tiềm long phong, ta sẽ học tập hắn nhiều hơn. Đúng vậy, có ba vị sư đệ này, về sau người khác sẽ không khi dễ tiềm long phong chúng ta nữa. Xiên y cũng nhỏ giọng nói, âm thanh êm tai nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác cẩn thận từng ly từng tí. Bạch kinh ngữ cũng không đả kích hai người, mà cười nói, đại lực, hun khói, ba vị sư đệ đã đi tới thiên phủ, để hai người các ngươi nghênh đón đi. Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Huân y ôn nhu nói, lại cùng bỏ đi với đại lực. Trên sân bái thần võ phong, một nam tử khuôn mặt ôn hòa nhìn ảnh hưởng rời đi, không khỏi nho nhã nói, chúng ta cũng đi nghênh đón sư muội một chút đệ tử tam tinh của Ninh Hồng Trần, thần Vũ Phong, nhân vật truyền kỳ của toàn bộ thiên phủ, mới chỉ 21 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới canh thể kinh khủng. Phải biết rằng, đệ tử thiên phủ từ nhất tinh đến thất tinh là có ngưỡng cửa rõ ràng, hàng năm thiên phủ thu đồ đệ một lần, nhất tinh đến nhị tinh chỉ cần đầy một năm, nhị tinh đến tam tinh thì cần tu vi đột phá thể cương, đệ tử tứ tinh phải đột phá tam trọng của ly thể, đệ tử ngũ tinh đột phá lục trọng. Lục tinh đệ tử đột phá bát trọng, đệ tử thất tinh đột phá cửu trọng, phía trên thất tỉnh chính là trưởng lão, nhất định phải vào siêu phàm mới có tư cách. Đương nhiên, có vài thế gia có tư cách sánh ngang cường giả cương thể cảnh cũng là trưởng lão, chẳng qua địa vị có chút bất đồng. Theo lý thuyết đệ tử tam tinh bình thường đều chú trọng tu luyện, tình huống như người mới vào phủ rất ít tham dự, chẳng qua Ninh Hồng Trần là tiêu chuẩn của thiên phủ, viện trưởng của thiên phủ cố ý yêu cầu hắn tham gia náo nhiệt, cũng nhân cơ hội này khiến cho người mới được chiêm ngưỡng một phen. Ninh Hồng Trần ở trong học phủ cũng là nhân vật chạm tay là có thể bỏng, tứ đại mỹ nhân của Phượng Minh Phong có hai người đều đầu nhập vào lòng hắn. Người này tuy đa tình, nhưng lại là quân tử nổi tiếng trong học phủ, không giống với phong lưu của kiếm tiên khách, hắn giống như một dòng suối, chảy xuôi, nho nhã mà ôn hòa. Sư huynh, loại chuyện này còn cần huynh tự mình đi sao? Bên cạnh là một gã nam tử cường tráng có mái tóc màu máu cất cao giọng nói, người này chính là người thứ hai trong hai đệ tử của hai gã đệ tử thần Vũ Phong, yêu Thánh Nguyệt Lang, nghe nói trong cơ thể có huyết mạch lang yêu, tu hành lại nghĩ ra lan tâm pháp, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Người này khá khâm phục Ninh Hồng Trần, ngày thường như một thủ hạ, theo sát Ninh Hồng Trần như hình với bóng. Thật ra thần võ phong chúng ta ít người, đối với mỗi sư muội sư đệ đều nên đoàn kết bạn bè yêu thương, đi thôi. Ninh Hồng Trần lộ ra một nụ cười nho nhã, anh Tuấn với khuôn mặt kỳ cục hấp dẫn tâm tư của vô số nữ đệ tử, nhất thời, từng đợt từng đợt âm thanh thán phục truyền đến. Xong rồi, ta không được rồi, cảm giác hô hấp khó khăn, Hồng Trần ca ca của ta thật đẹp trai nha. Hồng Trần ca ca, thật muốn hắn sủng hạnh ta, tại sao có thể có nam nhân hoàn mỹ như vậy? Hắn đi nghênh đón tân sinh rồi, chúng ta cũng đi thôi." Ninh Hồng Trần vừa đi, 80% các nữ đệ tử đứng dậy đi theo, đồng thời cũng có không ít nam đệ tử đứng dậy đi theo. Lối vào, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã gỡ huy chương xuống, đám người kiếm tiên khách tuy trong lòng tức giận nhưng cũng không dám động thủ. Quy củ của Thiên phủ đặt ở đó, Diệp Phàm thì mang theo Bắc Cung Tuyết đứng ở lối vào thiên phủ, giao tất cả huy chương cho trưởng lão thủ vệ. Người giữ cửa chính là một nữ tử thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, lớn lên có chút xinh đẹp, chỉ có điều dáng rất vô cùng kiêu căng, tùy ý nhận lấy nhẫn của Diệp Phàm, căn bản không có ý định đếm xỉa, trực tiếp ném một quả ngọc bội cho hắn. Điểm tích lũy trên đó chỉ có 24 ngàn, được tính là 80 tấm huy chương. Diệp Phàm nhất thời sắc mặt trầm xuống, cất cao giọng nói, trưởng lão, của ta có hơn 120 huy chương đó, ngươi làm vậy không khỏi ăn hơi nhiều. Tiềm Long Phong, nữ trưởng lão nghe vậy thờ ơ nói, không sai, tất cả huy chương học phủ do ta tính toán, ta nói 80 tấm là 80 viên, nếu ngươi có vấn đề, có thể tìm phong chủ các ngươi, đến lúc đó nhờ phong chủ các ngươi thương lượng với ta là được. Nữ trưởng lão chỉ ý nói, ai, sao ngươi lại như vậy, ngươi đường đường là trưởng lão thiên phủ, thế mà lại khác huy chương của người mới, ngươi cũng làm ra được. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi khó chịu nói, tình huống bên này hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của đám người kiếm tiên khách, Diệp Tàn và Diệp Quỷ lần lượt đi tới sau lưng Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn nữ trưởng lão, về phần đám người kiếm tiên khách thì lại lộ ra một nụ cười nhìn ngẫm. Vệ Thanh Ngọc trưởng lão, nhân vật thiên tài của Vệ gia chi tộc Thiên phủ, mới 37 tuổi đã là cường giả tứ trọng siêu phàm, trong nhất mạch của trưởng lão cũng được coi là nhân vật thiên tư xuất chúng. Người này có thuật chú nhan, thoạt nhìn cũng giống như thanh niên nữ tử hơn 20 tuổi. Trong các trưởng lão, bản thân nữ tử cũng tương đối hiếm, Vệ Thanh Ngọc cho tới nay vẫn luôn có không ít nam trưởng lão theo đuổi. Chỉ bất quá sau khi Bạch Ngữ Hoành không xuất thế, Vệ Thanh Ngọc luôn luôn bị người lấy ra so sánh với Bạch khinh Ngữ, tên đọc âm của hai người vô cùng tương tự, đều là nữ trưởng lão, tuổi trẻ xinh đẹp. So sánh này, phân cao thấp, trắng nhẹ ngữ hiển nhiên so với Vệ Thanh Ngọc ưu tú hơn quá nhiều. Bản thân Vệ Thanh Ngọc chính là nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, nàng làm sao có thể chịu đựng được loại tình huống này? từ sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành phong chủ tiềm long phong, người này đã làm khó dễ khắp nơi, âm thầm truyền bá rất nhiều tin tức đối với Bạch Tiểu Thuần không tốt. Cái gì dựa vào thân thể của mình, lôi kéo trưởng lão, mới bảo vệ tiềm long phong. Cái gì mà trong lúc ích kỷ với đệ tử, vì thu đồ đệ, cùng với một vị trưởng lão nào đó xảy ra một ít chuyện khó coi, vân vân. Hình tượng Bạch khinh Ngữ cũng bởi vậy mà trở nên cực kỳ khó chịu. Rất nhiều học viên cùng trưởng lão biết chân tướng đối với loại tình huống này có chút bênh vực bất bình, Chẳng qua Vệ Thanh Ngọc là người vệ gia, mà Bạch Khinh Nữ tuy rằng quý là phong chủ, nhưng ở Thiên phủ lại là vô thân vô cớ. Cho dù có một số người nguyện ý trợ giúp Bạch Nữ, mưu đồ cũng bất quá là thân thể của nàng mà thôi, Bạch Khinh Nữ này cũng là người có nguyên tắc, cho dù bị Vệ Thanh Ngọc nhằm vào khắp nơi, lại phát triển Tiềm Long Phong, còn thu hai tên đệ tử kia. Bất quá cũng thế, hình tượng Tiềm Long Phong ở Thiên phủ cũng không tốt, hình tượng Bạch kinh Nữ lại càng không cần nói nhiều, biết chân tướng những chuyện này không dám đắc tội Vệ gia không biết chân tướng tự nhiên sẽ hiểu lầm bạch khinh nữ Lần này coi như Diệp Phàm xui xẻo, ai bảo hắn là đệ tử tiềm long phong chứ, nếu không bị vệ thanh ngọc làm khó dễ, vậy mới có quỷ. Chỉ là đệ tử, dám bất kính với trưởng lão ta, há mồm. Vệ thanh ngọc nghe vậy không khỏi giận dữ, vung tay lên tát về phía bắc cung tuyết. chương 81, Anh hùng cứu mỹ nhân, nữ trưởng lão chính là cường giả siêu phàm cảnh, tốc độ nhanh bực nào. Loại thực lực này tuyệt đối tranh lệch cực lớn, dù lấy năng lực của Diệp Phàm cũng không cách nào trừ khử được, Bắc Cung Tuyết càng không thể nào vượt qua được, hai mắt Diệp Phàm như điện, tay phải nắm chặt chuôi kiếm Lang hư. Hắn không thể cứu được, nhưng hắn có thể phát động công kích đối với nữ trưởng lão, đến lúc đó nữ trưởng lão tất nhiên phải tự cứu mình. Cường giả siêu phàm cảnh, Diệp Phàm khó có khả năng phá vỡ phòng ngự, nhưng một trưởng lão quyết không thể bị một kẻ tân sinh khiêu khích, cho dù tân sinh này không thể gây tổn thương gì cho hắn. Kết quả, Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, Bất kể là hắn đã đáp ứng Bắc Cung Hàn Tiêu muốn bảo vệ Bắc Cung Tuyết hay là sự tín nhiệm không đền đáp của Bắc Cung Tuyết đối với hắn, một kiếm này hắn đều sẽ chém ra ngoài. Ngàn cân treo sợi tóc, vệ trưởng lão xin hãy dừng tay, một tiếng vang truyền đến, đồng thời, một bạch y nam tử chân đạp hư không ngang dọc đến, thân pháp cực nhanh, phiêu giật như gió. Vệ Thanh Ngọc nghe vậy lập tức dừng tay, thu hồi linh lực, sau đó nhìn về phía Ninh Hồng Trần, hừ lạnh một tiếng, Hồng Trần thật giỏi, đã bắt đầu quản chuyện của ta ninh hồng trần là đệ nhất thiên tài của học phủ ngày sau thành tựu không thể đo lường thậm chí có khả năng trở thành ứng tuyển của viện trưởng kế nhiệm vệ gia cũng rất lôi kéo người này cho nên cho dù vệ thanh ngọc có chút khó chịu nhưng vẫn dừng động tác lại chẳng qua chuyện này vẫn phải nói ha ha trưởng lão nói gì vậy lấy giao tình giữa ta và trưởng lão trưởng lão đang nể mặt ta đây này sư muội ta vừa tới học phủ không hiểu chuyện xin trưởng lão chớ trách nói xong ninh hồng trần đi tới bên cạnh bắc cung tuyết trong đôi mắt không hề che giấu mà lộ ra vẻ tán thưởng nhưng lại không hề phản cảm với ham muốn chiếm hữu của người khác. Làm người tao nhã, khóe miệng hơi cong lên, trên khuôn mặt đẹp trai dường như hạ xuống một tia nắng, cực kỳ mê người. Cho dù Bắc cung tuyết không giống như người khác, hoa si, cũng không khỏi sinh ra một tia thưởng thức đối với hắn, huống chi, Ninh Hồng Trần đã cứu nàng một lần, anh hùng cứu mỹ nhân lúc nào cũng được. Ở đây chỉ sợ ngoại trừ diệp phạm ôm địch bất ngờ với Ninh Hồng Trần, những người khác đều khó mà sinh ra ác cảm, bất luận người này đưa tới góc độ nào cũng không thể bắt bẻ. Vị sư đệ này, thiên phủ kỳ thật chính là cái bóng của thế giới này, mạnh được yếu, mạnh được yếu từ xưa đến nay đều là định luật, vệ trưởng lão cũng không phải nhằm vào ngươi, mỗi người mới đến nàng đều sẽ thu một số thứ nhất định, thiên phủ cũng thông qua phương thức này nói cho các ngươi biết, rời bỏ sự bảo vệ của gia tộc các ngươi, làm việc ở bên ngoài, phải tiến thoái lưỡng nan. Ninh Hồng Trần lại cười nói với Diệp Phàm tuy lời nói rất hay nhưng trong tai Diệp Phàm không dễ nghe chút nào, chuyện đã đến miệng hắn, ngược lại bản thân lại không biết mình đang tiến hay lùi. Nhận được huy chương nhất định, Diệp Phàm có thể lý giải, nhưng tổng cộng 120 miếng, người này thu 40 miếng, đây đã không phải là tôn chỉ của thiên phủ nữa, dù sao thu được một phần ba đệ tử, trực tiếp xem như đoạt được. Không mấy hứng thú với Ninh Hồng Trần, hắn cũng không ngu ngốc giải thích cho vệ thanh ngọc, có một câu hắn rất tán thành, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực của hắn không bằng người, đó là hắn không có bản lĩnh, chỉ có kẻ yếu mới có thể dựa vào miệng để đòi quyền lợi của mình. Ta là đệ tử tiềm long phong, sẽ không làm phiền thần vũ phong sư huynh thuyết giáo. Diệp phàm không cho Ninh Hồng Trần chút mặt mũi nào, trực tiếp đạo mạc nói, ngược lại quay lưng đi vào bên trong thiên phủ. một màn này nhất thời làm cho mọi người ngạc nhiên, không ít người chỉ trỏ. lợi hại cái gì chứ? nếu không phải Hồng Trần sư huynh cứu hắn, hiện tại hắn còn có thể sống tốt ở đây. bây giờ Tân Sinh càng ngày càng điên cuồng, thiếu quản giáo hồng trần ca ca ngàn vạn lần không nên tức giận nha loại kiến này không cần để ý đệ tử tiềm long phong mà thôi căn bản không biết tranh lệch giữa hắn và hồng trần ca ca ngươi gọi thân thiết làm gì người khác ninh hồng trần cũng không nhìn chúng ngươi ta lại cảm thấy tân sinh mới này rất có năng lực ninh hồng trần thấy thế nào là giả ngươi đố kỵ đi diệp phàm ngược lại không phải thật sự là người tự lượng sức nhỏ chuyện ở kiếp trước hắn bị cướp là do tài nghệ không bằng người hai người cũng không có thù hận quá lớn chỉ có điều lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy người này vì bảo bối mà vô tình chém giết những đệ tử khác của thiên phủ trong đó còn có một người là đạo lữ của hắn loại tiểu nhân này hắn căn bản không có bất kỳ thiện cảm gì càng biểu hiện chính nhân quân tử như vậy diệp phàm càng cảm thấy ghê tởm đã không thích người này hắn cần gì phải quan tâm suy nghĩ của người khác những người này coi ninh hồng trần là thiên tài cao quý cỡ nào trong mắt diệp phàm chỉ là cái rắm diệp tàn và diệp quỷ chẳng khác nào thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ của diệp phàm là gì Hai người bọn họ chính là thái độ gì, chỉ cần là người mà Diệp Phàm không thích, cho dù người này ra sao cũng đều là kẻ địch của bọn họ. Ngược lại Bác Cung Tuyết hơi do dự, dù sao vừa rồi Ninh Hồng Trần cũng coi như là cứu nàng, nhưng nàng không thể vô lễ như Diệp Phàm. Ngay khi nàng đang bối rối, Diệp Phàm ném một tấm lệnh bài cho nàng, bên trong có một vạn điểm tích phân của học phủ. Bác Cung Tuyết là người của thần võ phong, đương nhiên phải đi theo Ninh Hồng Trần, Diệp Phàm cũng không làm cho Bác Cung Tuyết khó xử nhưng ngày sau vẫn phải nhắc nhở nàng bớt qua lại với người này. đi hai bước, một bóng người vô cùng xinh đẹp dừng lại trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm không khỏi bắt đầu đánh giá. hoa sen không đủ trang điểm, thủy điện gió tới Châu Thúy Hương, mũi ngọc tinh xảo, eo thon mông vỉnh, bên trong đôi mắt to câu người, còn có một tia nhát gan, càng tăng thêm một phần khí chất điềm đạm đáng yêu. hay cho một cô gái kinh diễm, xinh đẹp Việt Trần. sư, sư, đệ, ta là đệ tử tiềm Long Phong, ta tên là Túy Y. Nói xong, mặt nàng đỏ lên, bộ dáng như vậy, khiến không ít nam tử ngứa ngáy không thôi. Ninh Hồng Trần nhìn lên tấm giấy phơi phới, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, đạo lữ của y không ít, trong đó có khá nhiều người luận sắc, chưa chắc đã không kém hơn huân hương, nhưng nữ nhân mà, giống như đám mây, mỗi một đóa đều có chỗ đặc biệt của mình. Xuyên y mang dáng vẻ ngượng ngùng nhỏ nhắn như vậy, khiến cho y rất thích, chỉ có điều càng là loại nữ tử này thì càng phải từ từ, gấp gáp chỉ biết dọa cho con thỏ đáng yêu này xiên y sư tỷ diệp phàm nghe vậy chắp tay nói ngược lại không có kiêu ngạo như lúc trước lời nói cử chỉ có chút đắc thể nhưng ở trong mắt mọi người ngược lại càng thêm xấu xa không chịu nổi đối với một người cứu sư huynh của hắn vô lễ như vậy đơn giản chỉ là ghen tị người khác mà thôi đối với một nữ tử xinh đẹp lại có cử chỉ tao nhã như vậy chẳng qua là ham mê sắc đẹp mà thôi có thể nói cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng như vậy diệp phàm vốn không để ý tới cái nhìn của người khác hắn hiểu rõ cách làm người của ninh hồng trần cho nên hắn không muốn thâm giao, huống chi nhìn bề ngoài thấy hắn giúp Diệp Phàm giải vây, thực ra là đem 40 huy chương của hắn thuận lý thành chương giao cho vệ thanh ngọc, còn muốn hắn nhận phần ân tình này. Nếu là người trẻ tuổi bình thường chưa trải qua nhiều đời e là đã cảm kích trong lòng, nhưng mà Diệp Phàm là ai xa lạ, loại thủ đoạn này hắn thấy qua đã rất nhiều. Ngược lại, trình phạt chính là sư tỷ của hắn, càng là người tiếp dẫn hắn. Nếu hắn là đệ tử tiềm long phong, tất nhiên sẽ có sự tôn trọng tối thiểu với người khác diệp phàm không phải vì mình kiếp trước là cường giả tuyệt thế kiếp này không ai bì nổi khinh thường thiên hạ vinh quang kiếp trước đã qua bây giờ hắn chỉ là một võ giả phổ thông tu vi nhị trọng hắn không có tư cách cũng không có năng lực coi trời bằng vung vị này chính là đại lực Xuyên y nghe vậy vẫn yếu ớt nói diệp phàm không khỏi nhìn nam tử phía sau nàng khuôn mặt tráng kiện chất phác vừa nhìn liền biết là đối tượng bị khi dễ tên nha giống như cũng lấy được có chút tùy ý nhưng mà loại người này bình thường không có ý xấu hơn nữa hẳn là người cùng khổ sinh ra. Đại lực thật thà sờ sờ sau gáy, trên tay phải còn có một vết thương, hiển nhiên sắp tới bị người thu thập một trận. "Chào sư đệ, ta và sông khó chính là đệ tử Tiềm Long Phong, sau này mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau." Nói xong đột nhiên cười ngây ngô. Chương 82, cuối cùng bình thường, bái kiến đại lực sư huynh. Diệp Phàm ngược lại không có ý khinh thường hắn, tu vi cao cường vẻn vẹn chỉ là ngưng thể bát trọng, so với hắn còn thấp hơn 4 cấp bậc, nhưng sư huynh vẫn là sư huynh không quan hệ tới thực lực. Đương nhiên, nếu sau này trở thành bằng hiếu, vậy thì cũng nên nói khác, giữa bằng hiếu, có đôi khi cứ gọi thẳng tên sẽ tốt hơn một chút. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đương nhiên là theo thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với hai vị sư huynh sư tỷ có chút cung kính, biểu lộ của hai người cũng trở nên có chút thân thiện. Còn Diệp Tàn thì không tính làm gì, vẫn còn lộ ra một nụ cười lễ phép. Diệp Quỷ hoàn toàn cưỡng ép nở nụ cười, qua loa khiến cho Diệp Phàm cảm thấy hơi xấu hổ thật ngại quá thường ngày tam đệ tam đệ không nói đùa lung tung nhưng hắn đối với các người tuyệt đối không có ý bất kính diệp phàm ôn hòa nói không thể không nói có diệp tàn loại mặt lãnh đạm bình tĩnh này cùng diệp quỷ loại mặt gương thi lạnh lùng này luôn luôn có thể tôn lên diệp phàm thân thiết vô cùng loại tình huống này diệp phàm tỏ vẻ hắn cũng rất vô tội không có sẽ không có việc gì Xuyên y sợ hãi nhìn thoáng qua diệp quỷ nữ tử nhát gan như nàng sợ nhất chính là loại nam nhân đằng đằng sát khí như diệp quỷ ngược lại đại lực tỏ ra đặc biệt hài lòng tiềm long phong chỉ có hắn là người đi theo hun khói ít nhất còn có ưu thế mỹ mạo ở trong thiên phủ được hoan nghênh rất nhiều hắn ngoại trừ hàng ngày hun khói đối với hắn có tôn trọng cơ bản ra những người khác căn bản không coi hắn ra gì bạch kinh ngữ mặc dù là phong chủ cao quý cũng có chuyện của mình tự nhiên không có khả năng còn đi an ủi đại lực cứ thế mãi tính cách mạnh mẽ cũng trở nên càng ngày càng tự ti hắn khát vọng được người ta tán thành một tiếng sư huynh này của ba người diệp phàm làm cho trong lòng hắn cảm động vô cùng lúc này cùng sông trao đảo nhiệt tình mang ba người rời đi bác cung tuyết nhìn bóng lưng diệp phàm đôi mắt đẹp hơi chuyển động chẳng qua nàng là đệ tử thần vũ phong cũng không tiện đi theo diệp phàm ninh hồng trần thỉnh thoảng trò chuyện phiếm với nàng trái lại kéo gần khoảng cách giữa hai người phía sau có không ít người đứt quãng đến cho đến sau khi dương nhược mãng đến người thần võ phong mới rời đi tự nhiên còn có không ít như tử si ngốc theo đuôi đi theo Tiếp đón tân sinh mỗi năm một lần sẽ chậm rãi kết thúc trong một đám người đàm luận, ba người Diệp Phàm đương nhiên cũng thảo luận trọng điểm, bất quá hầu như tất cả mọi người đều là ngắn ngủi sợ hãi thán phục, tiếp theo lắc đầu. Nếu nói kinh diễm, biểu hiện lần này của ba người Diệp Phàm quả thực là vô cùng kinh diễm, nhưng muốn nói độ chú ý, đó lại không cao, dù sao phế phẩm tư chất cũng giống như lạch trời, ngăn cách con đường võ đạo của ba huynh đệ Diệp Phàm. Một tên võ tu đã định trước sẽ không có tương lai, mặc dù hiện tại kinh tài diễm như thế nào thì cũng đều phai mở trước mắt mọi người, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Thay vì dành thời gian chú ý đến một tu sĩ phế vật như vậy, chi bằng chú ý thêm một chút đến tu sĩ hàng đầu chân chính. Trong này muốn khiến người ta chú ý nhất tất nhiên phải đếm tới Bắc Cung Tuyết và Dương Nhược Tê, hai người đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, tư chất đều đạt đến cảnh giới thần võ, chính là thiên tri kiều nữ chân chính, có thể nói tiền cảnh tương lai không thể hạn lượng dù ở thần võ phong cũng đã nhận được không ít sự yêu thích và theo đuổi của sư huynh hai người vừa vào học phủ đã là nhân vật phong vân bốn người còn lại cũng cực kỳ bắt mắt đao phỉ của thiên phong được ngô trưởng lão trực tiếp thu làm môn hạ nghe nói mắt của ông ta có được tiên cơ của động địch cực kỳ đáng sợ bên trong võ học được trưởng lão coi trọng người này cực kỳ thô bỉ chính là xuất thân thổ phỉ nhưng tại ngày đầu tiên liền được trưởng lão coi trọng để cho không ít đệ tử hâm mộ không thôi linh phong vệ linh nhân vật thiên tài cùng thế hệ với vệ gia trẻ tuổi, vũ khí là một thanh trường thương, nghe nói là một mỹ nhân băng sơn cực kỳ cao ngạo, trên hội tiếp tân sinh đã đánh bại nhị tinh sinh lão ngô vực, tu vi nhập điền tam trọng, chiến lược nghịch thiên. Cô gái này đã nói, trong giai đoạn tân sinh, nếu ai có thể chiến thắng nàng, ai mới có tư cách theo đuổi nàng. Về phần lão sinh, ngoại trừ ninh hồng trần nàng ta để mắt tới, các cường giả như kiếm tiên khách, nàng ta cũng không quá để bụng. Một võ giả mạnh yếu không chỉ có tư chất, khách kiếm tiền cùng một người mới tiềm long phong cướp huy chương lại bị đánh lui đây quả thực là phế vật đương nhiên vệ linh không có nói thẳng nhưng trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy sở luyến nguyệt ở phượng minh phong thiên tài số một trong thế hệ trẻ tuổi sở ra ở thiên phủ nghe nói so với cô cô của nàng sở tư vân năm đó cũng không hề rơi vào thế hạ phong nàng lớn lên từ nhỏ ở thiên phủ tuy nói là tân sinh nhưng thực chất rất nhiều lão sinh đều cực kỳ chiếu cố nàng chẳng qua nói đến cũng kỳ quái nàng này vậy mà không lựa chọn đệ tử gia tộc hội tụ linh phong ngược lại lựa chọn phượng minh phong phải biết rằng luận tài nguyên linh phong còn tốt hơn nhiều so với phượng minh phong đương nhiên tại phượng minh phong một ít tài nguyên biểu hiện đột nhiên xuất hiện còn tốt hơn so với linh phong tu vi nhập vào nguyễn cung tam trọng người cuối cùng là triệu vũ của dược phong người này là tam hoàng tử của triệu gia hán quốc tư chất tu hành so với ngũ hoàng tử triệu quang để kém hơn không ít nhưng ở phương diện luyện dược lại có thiên phú trời cho ngày tiến vào dược phong, liền được chủ phong phong trưởng lão thu làm thân truyền. Bốn người phía trên cộng thêm hai người thần vũ phong bắc cung tuyết, chính là sáu đại thiên tài một đời mới ra đời, cũng là sáu người được chú ý. Về phần ba người diệp phàm tiếp đãi tân nhân bộc lộ tài năng, hiển nhiên chỉ có thể cho rằng là đàm liệu, nói cũng không tính, nếu thật sự xếp thứ hạng, vậy thì quá buồn cười rồi. Tiềm long phong so với các ngọn núi khác thì nhỏ hơn không ít, nhưng so với sáu người trên tiềm long phong thì mảnh không gian này có điểm rất rộng lớn, hun khói cùng đại lực đem ba người Diệp Phàm đưa thẳng tới đại viện cực kỳ rộng lớn trên đỉnh núi. Trong đại viện có gần mấy trăm kiến trúc, ngoại trừ năm người bọn họ, không có những người khác, đại lực chỉ vào một mảnh quần thể kiến trúc trước mắt nói, bên này là chỗ chúng ta ở, ba vị sư để có thể tự mình lựa chọn gian phòng ở lại. Nói xong, đại lực chỉ về phía hai gian phòng cách xa nhau, đúng rồi, đây là chỗ ta ở, nơi đó là chỗ ở hun khói. Nói xong, đại lực xoay người, giới thiệu một chút kiến trúc xa hoa nhất sau lưng, đây là phong chủ điện, chính là chỗ phong chủ chúng ta Bạch Tiểu Thuần nói khẽ. Tiềm Long phong này không có trưởng lão, chỉ có một vị phong chủ. Chúng ta ngày thường tu hành cũng là do phong chủ tự mình chỉ đạo. Nói qua, đại lực cũng có chút tự hào, dù sao những phong khác cũng không có đãi ngộ như bọn hắn, đây là công pháp các truyền công trường, phong chủ cứ cách 7 ngày lại đến truyền công trường dạy chúng ta tu hành một lần, vừa hay ngày mai chính là ngày tu hành, ba người các ngươi nhớ rõ ngày mai xuất hiện. Được, Diệp Phàm gật gật đầu có chút đau đầu hắn ra vẻ không cần lãng phí thời gian ở truyền công trường này với kiến thức của hắn chỉ là một cường giả siêu phàm cảnh không dạy được gì cho hắn nhưng diệp tàn và diệp quỷ ngược lại có thể học tập phong chủ chúng ta thế nhưng là đại mỹ nữ toàn bộ thiên phủ vô luận là học viên hay trưởng lão cũng có không ít người điên cuồng theo đuổi nàng tiềm long phong này cũng thường xuyên có không ít đệ tử các phong khác tới mượn danh nghĩa học tập xem phong chủ chúng ta lực lượng lớn đột nhiên nói biểu lộ hàm hậu kia vậy mà lộ ra một tia hèn mọn bị ổi chỉ nam nhân mới có, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, chuyển biến này có phần đột ngột a. Đẹp nữa thì cũng là phong chủ rồi, ba bốn người tuổi rồi, còn có thể có sức sống trẻ tuổi như sư tỷ ư. Diệp Phàm mặt không đổi sắc khen xỉu một phen, lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng nói ta. Ta làm gì có phong chủ xinh đẹp, sư đệ đừng nói giỡn. Diệp Phàm nhìn bộ dáng sông khói, trong lòng bật cười, trái lại là một tiểu cô nương đáng yêu chương 83, đang xen vào việc của người khác. Sau khi đem những việc cơ bản thông báo, liền cùng sông khói rời đi, về phần phong chủ kia, lại căn bản không có xuất hiện, đương nhiên cũng bình thường, dù sao cũng là phong chủ, nếu là tân sinh mới đều muốn hắn đi ra gặp mặt, không khỏi quá mất mặt. Ba người diệp phàm lựa chọn đại lực và ba gian phòng ở giữa, sau khi sửa soạn xong xuôi phòng ốc, hắn bảo diệp phàm và diệp quỷ đi về phía vũ các phong, dù sao cũng mang khoản tiền lớn, nên cũng phải tiêu luôn cho hắn. Diệp Phàm có tổng cộng 120 huy chương, vệ thanh ngọc đã tham ô 40 cái, còn có 80 cái huy chương, đổi thành điểm tích chính là hai vạn 4 ngàn điểm, cho bác cung tuyết 1 vạn điểm, hiện tại còn có 1 vạn 4 nghìn. Toàn bộ bản đồ thiên phủ đều nằm trong sổ tay của người mới, hắn cơ hồ đã thuộc lầu, trên đường đi cơ bản không có bất cứ dừng lại chút nào. Phục sức tiềm long phong của ba người hiển nhiên thu hút sự chú ý của không ít người, có thiện ý, có khinh thường, có đạm mạc. Một đường đi tới đại điện trao đổi, Toàn bộ dòng người trong đại điện rất nhiều, không ít người hoặc lộ vẻ vui mừng, hoặc trông mong mong muốn vật, hoặc là sau khi trao đổi một ít đồ vật, nhìn số lượng trên ngọc bài, khóc không ra nước mắt. Dọc theo đường đi sát suốt quay đầu của ba người Diệp Phàm cũng không cao, nhưng đến điện trao đổi, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi ba người này, không còn cách nào khác, dù sao thổ hào mới được sinh ra cũng làm cho người ta cảm thấy thèm muốn. Không ít lão sinh hai mắt lộ ra một chút quang mang khác thường ba người diệp phàm thế nhưng là có một khoản tiền lớn khoản tiền khổng lồ này tùy tiện bị người mới giải xéo không khỏi thật đáng tiếc người là diệp phàm một đạo thân ảnh bài chúng mà ra ngăn trước mặt diệp phàm tướng mạo anh tuấn có chút kiêu căng mặc trang phục linh phong chuyện gì người tới bất thiện diệp phàm đạm mạc nói nghe nói hôm nay lúc tới học phủ có va chạm với cô cô ta hẳn cô cô ta phải nói cho người biết thế nào là quy củ thiên phủ chứ nói như vậy đi thiên phủ không bình tĩnh như ngươi tưởng tượng tranh đấu giữa chúng ta và học viên là được cổ vũ đấy chỉ cần không phải thiếu tay thiếu chân cơ bản sẽ không có chuyện lớn nam tử kia khoanh tay trước ngực cất cao giọng nói tiềm long phong ở thiên phủ vẫn luôn thuộc loại bị khi dễ ba người các ngươi ở trên hội tiếp đãi người mới quá nhảy nhót rồi về sau tránh khỏi bị giáo huấn điểm này ngươi nên chuẩn bị tâm lý a à, vậy đa tạ sư huynh nhắc nhở còn có chuyện gì sao diệp phàm nghe vậy không khỏi nghiền ngấm đối phương nói nhiều như vậy đơn giản là muốn dựa vào hắn thuận tiện xem hơn một vạn điểm tích lũy như phí bảo vệ loại diễn chiêu này kiếp trước hắn nhìn thấy quá nhiều rồi xem ra sư đệ không chỉ làm việc không khéo đưa đẩy đầu cũng không sáng bóng a à. loại chuyện này cứ muốn ta nói rõ ràng ta là vệ đông vệ gia ở thiên phủ chính là gia tộc lâu năm không nói những thứ khác mặt mũi trong học phủ ta vẫn phải có đấy vệ đông cất cao giọng nói người muốn ở học phủ tu hành cho tốt chỉ cần một câu nói của ta đương nhiên với tư cách là thù lao một vạn ba ngàn điểm cũng không tính quá phận. Thật ngại quá, con người ta không thích tu hành đàng hoàng, không có việc gì thì thích đánh nhau thôi, đa tạ ý tốt của sư huynh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Vệ đông nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, sư đệ cũng đừng giả bộ hồ đồ, thích đánh nhau chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi. Đừng tưởng rằng từ hội tiếp đón tân sinh đã chiến thắng được lão sinh thì thật sự cho rằng mình mạnh cỡ nào, trong học phủ ngọa hồ tàng long, người nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Thực lực đường lộ xem như không tệ, nhưng nàng bỏ ra vài phần lực cũng không dễ nói, dù sao đối phó với một tân sinh, toàn lực ứng phó không tất yếu, huống chi tiêu chuẩn phượng minh phong vẫn không bằng thiên phong, cũng không bằng linh phong ta, chứ đừng nói là thần võ phong, nếu như ta mất hứng, sau này cuộc sống của sư đệ sẽ vô cùng tốt. Năm chữ sau, vệ đông đặc biệt cường điệu lại một phen. Mềm đến cứng không được, Diệp phàm không khỏi lộ ra một tia ý cười trào phúng, hắn còn chưa tính sổ sách của vệ thanh ngọc vệ gia này đã có người đưa mặt lên rồi nếu hắn không hung hăng tát một cái thật đúng là không phải tính cách của hắn sư huynh ý là nếu ta không dựa vào ngươi sau này sẽ có người cuồn cuộn không ngừng gây phiền toái đúng không ngươi cứ nói đi vệ đông hít mắt lại chỉ là một tân đệ tử của tiềm long phong hắn thật sự không xem ra gì huống chi thiên phủ từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện như thế này chỉ bằng vào một tên phế vật như ngươi diệp phàm đột nhiên lạnh nhạt nói vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Chọc giận vệ đông, thu lại một hồi, trước tiên phải thu chút lợi tức, đây chính là tính toán của Diệp Phàm dù sao hắn cũng rất tức giận, tóm lại cũng phải đòi lại, việc nén giận không phải là phong cách của hắn. Đối phó với loại rác rưởi như ngươi, ta chỉ cần một ngón tay, người vệ ra các ngươi vô sỉ như vậy sao? Lão giả đoạt của ta bốn người huy chương, tiểu nhân còn muốn cướp những cái khác. Lão dù sao cũng đã thành yêu bà rồi, cũng chỉ có thể là tuổi tác lớn hơn ta, đè ta một bậc, tiểu nhân không chịu nổi một kích, cũng dám đánh rắm ở trước mặt ta. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài đại điện trao đổi có một nhóm người đi vào, nghe người chung quanh nghị luận, không khỏi trực tiếp nhìn về phía bọn người Diệp Phàm. Một đội người này chính là đám người Ninh Hồng Trần, Dương Nhược Mãng và Bắc Cung Tuyết bị hắn dẫn tới đại điện hối đoái, làm sư huynh, đương nhiên hắn hiểu rất rõ về cách trao đổi của thiên phủ, có chỉ đạo của hắn, tất nhiên có thể để cho hai người Bắc Cung Tuyết hợp lý lợi dụng. Đúng lúc mấy người vừa bước vào đại điện trao đổi, lời nói cản dỡ của Diệp Phàm truyền đến tai bọn họ. Đúng là kiêu ngạo không có giới hạn rồi, người mới nhảy nhót như vậy sao? Nguyệt Lang lộ ra hàm răng huyết sắc, nhìn ngẫm mùi vị. Sư muội, xem ra đồng bạn của ngươi tình cảnh cũng không tốt, người nọ là thế hệ trẻ tuổi vệ gia, có cần ta đi giúp một tay không? Ninh Hồng Trần không nói xấu Diệp Phàm, hắn có thể bắt được hai đại mỹ nhân trong thiên phủ, Phượng Minh Phong, không chỉ dựa vào thực lực của hắn mà còn cả mị lực. Loại chuyện nói xấu sau lưng, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ở trước mặt nữ nhân hắn yêu cầu, loại chuyện này thường đều là Nguyệt Lang làm, từ đó nổi bật phong phạm quân tử của hắn. So sánh với Ninh Hồng Trần, Diệp Phàm lại tương đối không ổn, dù sao bọn họ không nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và Vệ Đông, điểm nhập của bọn họ chính là lời nói phách lối của Diệp Phàm. "Đừng nói những người khác, cho dù là Bắc cung tuyết, cũng có chút đột một." Ngược lại gật đầu nói, "Hồng Trần sư huynh, làm phiền huynh giúp Diệp ca đi." Hừ. Loại người này có cái gì phải giúp chứ, phải để cho hắn nhớ lâu dài. Nguyệt Lang không thèm để ý nói, người này không đơn giản như các người nghĩ. Kiếm tiên khách khóe miệng ngậm một cây linh thảo, thờ ơ nói, nếu ai trong thần võ phong cũng không thoải mái với Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần, vậy chính là kiếm tiên khách rồi. Trong lúc mọi người tán gẫu, tình huống của Diệp Phàm và vệ đông cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Người lại dám vỗ nhục cô cô ta, còn dám vô lễ với ta như thế. Diệp Phàm, người thật muốn tìm chết sao? Vệ đông giận dữ, Diệp Phàm nghe vậy liền khoanh hai tay trước ngực, tay phải sờ lên mũi, khuôn mặt Tuấn giật không thèm để ý nói, hoặc là đánh, hoặc là cút, người có thể trở về nói cho vệ trưởng lão rằng sẽ tới tìm ta gây phiền toái, dù sao thân là trưởng lão đối phó với một kẻ mất mặt như ta, chỉ sợ nàng đã quen rồi. Hừ, đối phó cô cô người còn không cần ra tay với ta, người cho rằng người đã chiến thắng đường lộ thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Trước mặt ta, người cái gì cũng không được, có gan thì theo ta ra ngoài đọ sức hôm nay ta nếu không đánh chó chết thì ngươi gặm phân phí công hôm nay lại ăn cứt vệ đông nổi giận gầm lên một tiếng lúc này liền muốn đi ra ngoài nhưng vào lúc này một nhóm mấy người ngăn vệ đông lại vệ huynh hà tất phải tức giận người này là bằng hữu của sư muội ta cho ta một cái mặt mũi đại nhân không quên tiểu nhân tha cho hắn ninh hồng trần mỉm cười đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đây là một chút tâm ý của sư muội ta nể mặt ta coi như sư đệ mới tới không hiểu chuyện Vệ đông nghe vậy không khỏi nhận lấy chiếc nhẫn, nguyên lực chuyển động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, ngược lại cười nói, nếu Hồng Trần Huynh đã ra mặt thì vẫn phải nể mặt. Nói xong, vệ đông quay đầu lại hung hăng nhìn Diệp Phàm một cái, cao giọng nói, coi như ngươi gặp may mắn, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện lần sau đừng gặp lại ta nữa, hừ. Nói xong vệ đông trực tiếp rời đi, hai mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Hồng Trần, không có bất kỳ ý cảm tạ nào. chương 84, Ngây Thơ lựa chọn diệp phàm cũng không cần phải cảm tạ gì chuyện này biểu hiện ra bên ngoài xinh đẹp nhưng thật ra lại là giúp vệ đông với thực lực của hắn thì hoàn toàn không sợ vệ đông ngược lại còn bị ninh hồng trần làm cho choáng váng hắn còn nợ hắn một ân tình nữa đây là đang lo chuyện của người khác nhưng diệp phàm liếc mắt đã nhận ra dự định của ninh hồng trần đối với hắn bản thân chẳng qua chỉ lấy lòng công cụ bắc cung tuyết mà thôi thậm chí tiện đường hạ thấp mình xuống một chút diệp ca ca chuyện này đa tả hồng trần sư huynh giúp ca Bác Cung Tuyết thấy Diệp Phàm không lễ phép như vậy, không khỏi núng nịu nhắc nhở. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Bác Cung Tuyết một cái, cất cao giọng nói, nếu cảm tạ hắn không phải là ta, là vệ đông, nếu không phải là hắn, vệ đông hiện tại đang ăn phân, xen vào việc của người khác. Ngươi nói cái gì vậy? Không biết tốt xấu, nếu không phải nể mặt tiểu sư muội, ngươi cho rằng Hồng Trần Đại ca sẽ giúp ngươi sao? Được tiện nghi còn khoe mẽ, loại người như ngươi, cũng chính là dính chút ánh sáng của sư muội ta mới có thể thuận lợi sống đến bây giờ. Sói trăng nghe vậy liền khó chịu nói, cút, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía bắc cung tuyết, sau này ít đi lại với hắn, có nghe không? Thật sự là thiếu chỉnh đốn, lúc này Nguyệt Lang định động thủ, Ninh Hồng trần ấn hắn xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười nho nhã, Diệp sư đệ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, sư muội xinh đẹp như tiên, người thích ta cũng thích, công bằng cạnh tranh là được rồi dùng loại thủ đoạn này có chút bị ổi rồi không ít người xung quanh nghe vậy rối rít gật đầu hành động của diệp phàm không đáng nhắc tới ninh hồng trần hắn bảo bắc cung ninh hồng trần ninh hồng trần tránh xa một chút vừa nhìn đã biết là tranh giành tình nhân còn có ninh hồng trần nhiều lần giúp hắn hắn không chỉ không cảm kích mà còn vô lễ như vậy chỉ đơn giản là ghen tị với ninh hồng trần mà thôi trái lại ninh hồng trần bất luận là khí độ hay tố dưỡng đều cao hơn diệp phàm rất nhiều Thiên phú và thực lực thì càng không cần phải nói, không ít người đều lắc đầu. Thực lực và thiên tư là do trời cao cho, nhưng mà khí độ và hàm dưỡng lại do một người dưỡng thành về sau, Diệp Phàm kém quá nhiều. Một đệ tử Tiềm Long Phong đã định trước sẽ không có tương lai, một người là thiên chi kiêu nữ thần Vũ Phong, hai người đã không phải cùng một thế giới, coi như trước khi tiến vào Thiên phủ quan hệ thân mật, nhưng mà chênh lệch trong đó đã không cách nào kéo gần được. Theo ta thấy, Diệp Phàm cũng đáng thương, dù sao trước khi vào Thiên phủ hai người đã giống như thanh mai trúc mã hiện tại đột nhiên mất đi nữ nhân mình thích như vậy cũng có thể lý giải đây là hiện thực không phải sao trong lúc mọi người nghị luận triệu linh nhiên cùng thượng quan thính vũ cũng đi tới đại điện trao đổi sau khi nghe được một ít tình huống không khỏi đứng bên cạnh nhìn diệp phàm trong đôi mắt lộ ra vẻ hiểu rõ quả nhiên một người từ thiên đường rơi xuống địa ngục cuối cùng trở nên điên cuồng chỉ có điều các nàng không nghĩ tới chính thời gian qua lại ngắn như vậy Bắc Cung Tuyết cũng nghe người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nghe thấy đều nói Diệp Phàm thích nàng, trái tim nhỏ không khỏi đập thình thịch, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Diệp ca thật sự thích muội? Bắc Cung Tuyết có cảm giác kỳ lạ. Diệp ca ca, kỳ thật ta và Hồng Trần sư huynh chỉ là một sư huynh muội đơn giản, huynh không nên hiểu lầm. Hồng Trần sư huynh đối với ta rất chiếu cố, hai lần này đều là hắn xuất thủ giải vây, hắn là người tốt, Diệp ca ca. Huynh không nên vì chuyện này mà không để cho ta trở thành bằng hữu với Hồng Trần sư huynh nha." Bắc Cung Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói khẽ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, mọi người xung quanh thảo luận đương nhiên cũng nghe vào trong tai hắn. Bắc Cung Tuyết quả thật xinh đẹp, cũng càng ngày càng thành thục, mặc dù Diệp Phàm có gặp không ít nữ nhân nhưng cũng không thể không thừa nhận Bắc Cung Tuyết xem như mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng hắn đối với Bắc Cung Tuyết càng nhiều chính là ca ca che chở cho muội muội, mà không phải là tình yêu giữa nam nữ. Hắn hiểu rõ cách làm người của Ninh Hồng Trần, vì bảo vệ Bắc Cung Tuyết, cho nên hắn nói một câu này người khác không rõ, tự nhiên sẽ có hiểu lầm. Đương nhiên, Diệp Phàm không để ý tới suy nghĩ của người khác, bản thân hắn không phải người sống trong miệng người khác, nhưng hắn không thể để Bắc Cung Tuyết hiểu lầm, nếu không chuyện ngày sau sẽ càng ngày càng khó nói rõ. Ta không hiểu lầm cái gì, người ở chung với bất luận kẻ nào cũng là tự do của ngươi, nhưng ta đáp ứng Hàn Thúc ở Thiên phủ phải bảo vệ ngươi, vì lẽ đó có chút người không có ý tốt. Ta phải nhắc nhở ngươi tránh xa một chút, Ninh Hồng Trần cũng không phải thứ tốt, nếu ngươi còn coi ta là sư phụ ngươi, hoặc là ca ca, vậy thì nghe lời rời xa." Diệp Phạm Ôn nhu nói. Theo hắn thấy, với quan hệ giữa hắn và Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết hẳn là sẽ nghe lời một lần. "Diệp ca ca, Hồng Trần sư huynh quả thực là người tốt, ngươi không ở chung với hắn. Ngươi không hiểu rõ hắn, hắn giúp ta nhiều lần như vậy, một câu của ngươi, ta lại xa lánh người khác, Tuyết Nhi làm như thế nào?" Bác Cung Tuyết có chút hủy khuất phình miệng nói, trong lòng thầm nghĩ Diệp ca ca có phải thật sự thay đổi rồi không, trước kia huynh ấy không phải người như vậy. Diệp Phàm trong lòng hơi sửng sốt, hắn cũng hiểu được chuyện này là do cường nhân của mình làm khó, nhưng có một số việc hắn nói không rõ ràng, không thể nói tiếp trước hắn từng gặp Ninh Hồng Trần vì bảo bối đổ sát đồng môn sư huynh đệ, còn giết đạo lữ của mình chứ. Hắn ở tiềm long phong, Bác Cung Tuyết ở thần võ phong, với tính tình Bắc Cung Tuyết, nếu không đề phòng nhiều hơn, tám phần sẽ bị Ninh Hồng Trần lừa gạt cho dù hắn có giúp đỡ cũng căn bản không có biện pháp kịp thời giúp đến dù sao người của tiềm long phong cũng không có tư cách tiến vào thần vũ phong ông ta đương nhiên không hy vọng chuyện xảy ra loại này không khỏi cứng rắn nói hoặc là rời xa người này hoặc là rời xa ta tự ngươi chọn đi yêu cầu vô lễ kỳ thật diệp phàm rất không thích loại hành vi này của hắn nhưng có đôi khi hắn lại không thể không làm như vậy trung quy hắn không có khả năng luôn luôn bảo hộ bắc cung tuyết hắn có nhân sinh của mình cho nên hoặc là ban đầu ngăn chặn Bắc Cung Tuyết và Ninh Hồng Trần ở chung. Hoặc là sau này quan tâm nhiều hơn, bảo vệ xung quanh, chẳng qua hắn không phải thần, luôn có lúc sơ hở, cho dù là muốn giết Ninh Hồng Trần, bây giờ cũng không tới thời cơ, sống lại một đời, hắn muốn là bùng nổ trong lắng động, chứ không phải giết chóc không đầu, tiếp đó bị cường giả giết chết. Hắn làm việc có thể làm là ở quy củ cho phép bên trong, làm chuyện mình muốn làm, quy củ này, có lúc nên tuân thủ lúc cần tuân thủ thì phải tuân thủ, chỉ có cường giả mới có thể phá vỡ quy củ, hiển nhiên bây giờ Diệp Phàm không thể tính là một cường giả. Lời này vừa nói ra, không ít người nhịn không được lộ ra nụ cười trào phúng, Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ lại càng lắc đầu không nói gì, người như thế cũng đủ ngây thơ. Bác Cung Tuyết sắc mặt hơi tái đi, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Thế nhưng, sau khi nàng thật sự lựa chọn, nàng mới phát hiện khó khăn cỡ nào, trên mặt cảm tình, Diệp Phàm tất nhiên quan trọng hơn Ninh Hồng Trần nhiều, nhưng trong tình lý mà nói yêu cầu này của diệp phàm quả thực là không nói lý để cho nàng lựa chọn nàng căn bản không có biện pháp lựa chọn nàng mở to hai mắt có chút khẩn cầu nhìn diệp phàm duyên dáng nói diệp ca ca ngươi đừng như vậy mọi người thấy thế không khỏi tặc lưỡi bác cung tuyết này đúng là bao dung với diệp phàm đổi thành người khác đã sớm đá hắn rồi có một số yêu cầu có lẽ vô lễ nhưng ít nhất ta sẽ không hại ngươi trên thế giới này một vạn người có cách nhìn ta không quan tâm đến suy nghĩ của người qua đường ta chỉ quan tâm đến người ta quan tâm, ý nghĩ người ta, vậy còn ngươi thì sao? Diệp Phàm nói khẽ, khi hắn đưa ra ý nghĩ này, người khác cho rằng hắn xúc động, kỳ thật Diệp Phàm chỉ thông qua phương thức này để đưa ra quyết định mà thôi. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường cái gọi là tình yêu. Nếu bác cung tuyết thật thích hắn, vậy lần này chưa chắc không phải một lần khảo nghiệm tự mình thấu hiểu. chương 85, nếu bác cung tuyết có thể vô điều kiện tin tưởng hắn, vì hắn có thể từ bỏ sự kiên trì của mình, nữ nhân như vậy, Hắn nguyện ý thử đi che chở cả đời, nếu như đối phương có sự kiên trì của mình, lựa chọn xa lánh hắn vào lúc này, vậy chỉ có thể nói là nàng đối với mình cũng không có quá nhiều tâm tình. Diệp Phàm vẫn sẽ cố gắng bảo vệ nàng, nhưng tình yêu giữa hai người cách biệt một trời một vực, chung quy không thể đi cùng nhau, huống chi, bản thân Diệp Phàm vốn không tán thành tình yêu. Trong tình yêu, có mấy người nghĩ rằng chỉ là mù quáng, chỉ cần người yêu đều phải làm, cho dù là sai lầm, họ cũng sẽ ủng hộ, bởi vì yêu hắn thì sẽ đứng về phía hắn dù là đối đầu với cả thế giới. Có một số người cho rằng yêu là lý trí, muốn dẫn đối phương vào con đường chính xác chứ không phải mù quáng đi theo, yêu là cần tôn nghiêm, cần lý giải của hai bên, nhưng người như vậy cũng buồn cười nhất, bởi vì làm đúng, chẳng qua là hắn cho rằng là đúng mà thôi. Cũng có một số người cho rằng tình yêu chỉ điên cuồng trong 3 phút mà thôi, lúc nhiệt tình có thể vì hắn mà đi tìm chết, khi cảm xúc mãnh liệt trôi qua, yêu bất quá chỉ là một loại ràng buộc. Yêu mà Diệp Phàm cho là, thật ra chính là một loại nhu cầu nhân tính, nó là trong miệng nói hoàn mỹ, thần thánh trong lòng kỳ vọng, ở trước mặt hiện thực lại không chịu nổi một kích. Tình yêu với lý lẽ, tình hữu nghị, những lúc như tình yêu, tình yêu yêu yêu, khi cần đối phương trả giá, tình yêu sẽ trở nên cao thượng nhất. Hắn không tin vào yêu, hắn chỉ tin vào sự cường đại của mình, chỉ cần ngươi cường đại thì trên thế giới này, có loại nữ nhân gì ngươi đều có thể tùy ý sở hữu, cần gì phải hao tâm tổn trí nói đến tình yêu. Lời nói của Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào hắn chỉ để ý tới người mình yêu nghĩ như thế nào mà bác cung tuyết ngươi có phải cũng là loại người như ta không ở trong này nếu như ngươi thật sự thích ta vậy thì nên hiểu ai là người quan trọng ngươi có muốn vì tình yêu trong lòng ngươi từ bỏ sự kiên trì của ngươi không thèm để ý ánh mắt của người khác sao nếu như ngươi làm được diệp phàm ta tin tình yêu một lần thì sao bác cung tuyết lập tức im lặng đứng nguyên tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn về phía bác cung tuyết cái vấn đề này nhìn như ấu trĩ nhưng lại khó khăn cỡ nào. Ha ha, Diệp Phàm, người càng ngày càng kém cỏi, ngay ngày đầu tiên đến thiên phủ, người đã thắng tự ti của mình ư. Dù cho người dùng cách này để bắt tuyết nhi muội muội đi thì có thể làm được gì chứ? Bằng vào nhược điểm của người, ngươi có đủ lòng bảo vệ nàng sao? Triệu Linh Nhiên dảo bước đôi chân đẹp mê người đi tới, cao giọng nói, đồng thời vô tình hay cố ý đi tới bên cạnh Ninh Hồng Trần, dáng người câu dẫn hiển lộ không thể nghi ngờ, Hồng Trần sư huynh ninh hồng trần liếc mắt một cái liền thấy được dáng người của triệu linh nhiên đang khoa trương dục niệm trong đôi mắt đảo qua quả là một vưu vật cực phẩm ninh hồng trần mỉm cười nho nhã gật nhẹ đầu với triệu linh nhiên quả nhiên sư muội là sát thủ của nam nhân khiến ta không khỏi sao động trong lòng không thể không nói cảm giác mà ninh hồng trần mang đến cho người ta chính là một quân tử không làm bộ làm tịch diệp phàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nhìn triệu linh nhiên một cái hờ hững nói chuyện này không liên quan tới ngươi Đối với việc này ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, chớ nhiều lần khiêu khích ta. Chuyện khác, hắn không muốn so đo cùng Triệu Linh Nhiên, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn quản không được, đối với một ít chuyện khinh thường của Triệu Linh Nhiên hắn cũng chưa bao giờ để ý, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến An Nguy Bắc Cung Tuyết, trừ phi là lựa chọn của chính Bắc Cung Tuyết, nếu không bất luận kẻ nào cũng không có tư cách nhúng tay vào. Hừ, Triệu Linh Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, ôn nhu nói, "Tuyết nhi muội muội, ta nói rồi, lúc muội đi vào thiên phủ các muội đã không còn là cùng một thế giới cho dù muội vẫn giữ vững bản tâm như trước nhưng nó đã thay đổi muội chẳng lẽ thật sự phải đáp ứng yêu cầu vô lễ của nó sao ta bác cung tuyết nghe vậy hơi sướng sờ sau đó có chút thương tâm liếc nhìn diệp phàm nhẹ giọng nói diệp ca ca thật xin lỗi chuyện này tuyết nhi không thể đáp ứng ngươi tuyết nhi có phán đoán của riêng mình thực xin lỗi diệp phàm nghe vậy trên mặt không có bất kỳ uể oải cũng không có bất kỳ đau lòng nào chỉ là nhìn bác cung tuyết thật sâu một cái, ngữ khí trở nên có chút lạnh nhạt, người đã lựa chọn, vậy thì nên chuẩn bị cho hậu quả lựa chọn này. Nói xong Diệp Phàm xoay người lại, không nói gì thêm mà dẫn Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn đi về chỗ trao đổi. Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng lạnh nhạt nhìn bác cung tuyết một cái. Đối với bọn họ mà nói, bác cung tuyết đã là người xa lạ, bọn họ hận nhất chính là người thân sơ không phân. Đối với bác cung tuyết, Diệp Phàm không hề giữ lại bất kỳ thứ gì. Hai vạn bốn tích phân được đưa cho một vạn, khi làm sư phụ của nàng ở hoàng đô sở quốc hắn còn dốc lòng truyền thụ công pháp thiên gia giúp nàng phục hồi như cũ chỉ có thể nói là do hoàn cảnh sinh hoạt của bắc cung tuyết nàng hoàn toàn không biết thứ nàng lấy được nên bao nhiêu người cả đời cũng không cầu được mà hôm nay đại ca của bọn họ cho dù đưa ra yêu cầu vô lễ cho nàng một lựa chọn tránh xa hắn vẫn là rời xa ninh hồng trần nàng lại lựa chọn ninh hồng trần khiến diệp tàn và diệp quỷ đều vì diệp phàm mà không phục chỉ có điều diệp phàm không có nhiều lời Bọn họ cũng không lắm mồm, nhưng khi bọn họ đối mặt với Tuyết Bắc cung, lại không ôn hòa như trước, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhìn quen nhân tính, cũng càng mẫn cảm với việc ở chung với con người. Nếu tính thật, Bắc cung Hàn đạo đối với Diệp Phàm rất không tồi, nhưng Diệp Phàm cũng không thiếu tiêu chuẩn Bắc cung, chỉ bằng một công pháp thiên giai phục hồi như cũ đã đủ để vượt qua một nước sở rồi. Không, hẳn là vượt xa, càng đừng nói đến những chuyện khác, Bắc cung Hàn Tiêu đã hiểu rõ, Diệp Phàm cũng hiểu rõ chẳng qua quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không thể dùng lợi ích đơn giản để cân nhắc diệp phàm nhớ kỹ là hàn đạo bắc cung đã hết sức tín nhiệm hắn hàn tiêu bắc cung dương hoàn toàn coi diệp phàm là hậu bối của mình diệp phàm lạnh lùng xoay người bắc cung tuyết lại đột nhiên có chút hoảng hốt nàng cảm thấy mình giống như đã làm sai một việc trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao nhất là sự thất vọng cùng buồn cười trong mắt diệp quỷ cùng diệp tàn giống như một thanh đao hung hăng cắm vào trong lòng nàng không ít người buồn cười nhìn theo bóng lưng ba người Diệp Phàm có người còn nói thẳng, đúng là nực cười, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem đức hạnh của mình ra sao. Cứ muốn tự rước lấy nhục, người sáng suốt có thể nhìn ra Ninh Hồng Trần mạnh hơn Diệp Phàm nhiều, nếu ta là Bắc Cung Tuyết, ta cũng sẽ lựa chọn Ninh Hồng Trần. Không thể nói như vậy, chủ yếu là vấn đề của Diệp Phàm quá vô lễ, không khéo Bắc Cung Tuyết lại thích Hồng Trần sư huynh. Nếu người có quen biết nhiều năm, để bạn bè để ngươi rời đi vài ngày mới quen biết, bằng không thì hắn sẽ rời khỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ chọn thế nào, ha ha, trong lòng mọi người rất sáng ngời. Chó má, muốn bỏ vốn xem, bác cung tuyết cũng không được tốt, kề cận cường giả, liền bắt đầu đem nam nhân trước kia đá văng ra, từng người còn ở nơi này chỉ trích diệp phàm, một đám dối trá gì đó. Một giọng nói cuồng ngạo vang lên, đám người nhao nhao nhìn về phía người tới, chỉ thấy một tên đầu chọc vác đại đao đi đến, khinh thường nhìn thoáng qua bác cung tuyết rồi đi thẳng vào chỗ sâu trong đại điện trao đổi. Bắc Cung Tuyết nghe không ít người nhỏ giọng nghị luận, lập tức sắc mặt vô cùng tái nhợt, nàng nhìn bóng lưng ba người Diệp Phàm đột nhiên có chút đau lòng, nàng thật sự không phải vì Ninh Hồng Trần mà lựa chọn rời xa Diệp Phàm, nàng chỉ là cảm thấy cách làm của Diệp Phàm không đúng mà thôi. Nhưng vì sao tất cả mọi người đều cho rằng cô thích Ninh Hồng Trần mà đá văng Diệp Phàm, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô lại làm như vậy, nhưng đây không phải bản ý của cô, rõ ràng là những người này hiểu lầm cô. Có một số việc thoạt nhìn là một cái dáng vẻ nhưng trên thực tế lại là một bộ dáng khác. Như vậy, Diệp ca ca thì sao? Cái ta nhìn thấy, cùng hắn biểu hiện thật sự là giống nhau sao? Trong lòng Bắc Cung Tuyết khẽ động, lập tức muốn đi tìm Diệp Phàm, có điều thân ảnh ba người Diệp Phàm đã biến mất. Đổi đại điện có gần ngàn phòng trao đổi, nàng căn bản không biết Diệp Phàm đã đi đâu rồi. Chương 86, người mới đến muộn, a, à, một lời của thổ phỉ, sư muội không nên để ở trong lòng, đi, chúng ta đi đổi phòng đi, một vạn điểm này của ngươi phải nhanh chuyển thành thực lực. Ninh Hồng Trần Ôn Hòa nói, xem ra bởi vì chuyện của ta, khiến sư muội khó xử. Không, không sao, sư huynh không cần lo lắng. Bác Cung Tuyết lắc đầu nói, hai mắt có chút hồng nhuận, một bộ dạng lã trã trực khóc, ngược lại điềm đạm đáng yêu. Ai ra, Tuyết Nhi muội muội, hôm nay muốn nhìn rõ mặt mũi Diệp Phàm cũng là chuyện tốt, ta đã sớm nói với muội rồi, hai người không phải cùng thế giới với nhau, Hồng Trần Sư Huynh lãng phí thời gian tu luyện quý giá để cùng muội đến đổi vật phẩm, cũng không thể để cho hắn uổng phí thời gian A, đó là không lễ phép. Triệu Linh Nhiên nói khẽ, bác công tuyết nghe vậy khẽ gật đầu, mấy người lúc này đi về phía phòng hối đổi của đại điện. Đổi đại điện có gần ngàn phòng trao đổi, mục đích tất nhiên là muốn đổi từng đệ tử đều có thể bí mật trao đổi đồ vật của mình. Dù sao tình huống tiền tài không để lộ, ở thiên phủ cũng áp dụng, cũng là vì phòng ngừa chính thiên phủ phát sinh một ít đệ tử vì bảo vật mà bí quá hóa liều để làm hại đồng môn. Thứ hai, rất nhiều người muốn đổi đều là đòn sát thủ của mình, cũng không thích những đồng môn khác nhìn thấy, cho nên tất cả những thứ này đều rất cần thiết. Diệp Phàm dẫn theo Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp tiến nhập phòng trao đổi bên phải, tiếp đãi bọn họ là một nữ tử khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là nữ tử này. Lý Dĩnh thản nhiên, nữ tử có chút lãnh ngạo, thực lực nhập vào Nguyễn Cung Tam Trọng, chiến lực mạnh mẽ, tuy lúc trước bị Diệp Phàm đánh bại một chiêu, nhưng phần lớn nguyên nhân trong đó là do tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, khiến Lý Dĩnh Huyên trở tay không kịp mà thôi. Là các ngươi, Lý Dĩnh Hâm cũng có chút kinh ngạc, phòng hối đoái của Thiên Phủ chỉ là những đệ tử có phẩm hạnh tương đối đoan chính gánh vác. Phàm là đệ tử đang đổi phòng làm việc, chỉ cần để lộ đồ vật các đệ tử khác đổi, đều sẽ bị xử phạt không nhẹ. Lý Sư Tỷ, Diệp Phàm chắp tay nói, trên chiêu đãi tân sinh, ba người các ngươi cũng coi như là nhân vật phong vân, đáng tiếc. Lý Dĩnh bằng thở dài nói, đối với ba người Diệp Phàm, nàng vẫn cực kỳ thưởng thức, lúc ấy đối chiến với Diệp Phàm, có một bộ phận nguyên nhân là khinh địch, nhưng nàng cũng biết, cho dù thật sự đánh nhau, nàng cũng không nhất định có thể thắng được Diệp Phàm. Các ngươi muốn trao đổi cái gì? Mua một chiếc nhẫn chữ vật khoảng 3 mét không gian, những thứ còn lại ngươi xem danh sách này đổi được bao nhiêu phần. Diệp Phàm đưa một tờ giấy cho Lý Dĩnh Huyên, phía trên ghi lại hầu như đều là dược liệu trong đó bao gồm đan dược phụ trợ kế hoạch tu hành một năm qua của Diệp Phàm. Lý Dĩnh Trấn tiếp lấy, khẽ cao mày, trên này có không ít dược liệu tích lũy được hơn một ngàn bảo bối, thậm chí còn muốn kịch độc, Diệp Phàm một võ giả tu vi nhập cương mua mấy thứ này làm cái gì. Tích phần học phủ là phi thường quý giá, điểm tích lũy cố định mỗi tháng của đệ tử tiềm long phong cũng không hơn 100, hiện tại ngươi có hơn một vạn, thật sự muốn mua mấy thứ này sao? Một vạn điểm tích phân, đủ để mua vũ kỹ địa giai trung cấp rồi. Lý Dĩnh thiện ý nhắc nhở, đa tạ Lý sư tỷ nhắc nhở, nhưng ta chỉ cần những thứ này. Diệp Phạm ôn hòa nói, Lý Dĩnh Huyền thấy thế không nói nhiều, lấy ra ba chiếc nhẫn chữ vật, cất toàn bộ những gì Diệp Phạm cần dùng vào một chiếc nhẫn, sau đó đưa cho Diệp Phạm, đồng thời lấy ra ngọc bội thân phận của hắn, cắt bỏ toàn bộ tích phân. Diệp Phạm nhận ngọc bội và giới chỉ, đưa hai viên trong đó cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Mặt khác, người muốn thiên hạc dựa vào cái này để đi linh thú các thu hoạch là được. Tiếp theo đưa qua một ngọc giản, Lý Dĩnh huyên nhẹ giọng nói. Được, đa tạ Lý Sư Tỷ. Diệp Phàm gật đầu nói, ngược lại chắp tay, mang theo Diệp Tàn và Diệp Quỷ rời đi. Ngay khi ba người sắp đi ra cửa, thanh âm Lý Dĩnh lại vang lên lần nữa, sự tình vừa rồi ta cũng thấy từ khe cửa, cũng không phải là xem thường ngươi, nhưng mà ngươi và Bắc Cung Tuyết xác thực là hai thế giới đó, có đôi khi nên buông tha sớm một chút, không nhất định là chuyện xấu. Đa tạ mang thai, nhưng mà, chỉ cần ta muốn, ta có thể cùng với bất luận kẻ nào cũng là một thế giới. Nói xong, bóng người Diệp Phàm rời đi, Lý Dĩnh Nguyên nhìn chỗ Diệp Phàm biến mất, lắc lắc đầu, tự tin là chuyện tốt, nhưng có một số việc, không phải tự tin là có thể giải quyết được. Một thiên tri kiêu nữ của thần Vũ Phong, một võ tu phế vật tiềm Long Phong, một cái trên trời, một cái đất. Dọc đường đi đến linh thú các, Diệp Phàm thuận lợi lấy được thiên hạc, thân hình xinh đẹp của thiên hạc thật lớn, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý của các đệ tử. Nghe nói năm nay có ba tu sĩ tiềm Long Phong, nhận được trên trăm huy chương, chính là ba người này. Đúng vậy, ai cũng không biết gặp vận may cướp chó gì, nghe nói bọn họ đi đại lộ, dọc theo đường đi đều không có ai ngăn cản, vận khí nghịch thiên, phía sau thủ xảo tránh thoát kiếm tiên khách truy kích. Có điểm tích lũy cứ như vậy tiêu phí, mua cái thiên hạc hoa không thực, mỗi ngày cho thiên hạc ăn đều phải tốn không ít điểm tích lũy, chỉ chờ xem bọn nó khóc đi. Không ít người chua xót nói, thiên hạc A, đây chính là thứ tốt trong học phủ, ít nhất cũng phải một nghìn điểm mới có thể đổi lấy, Ngày thường mọi người có chút tích phân không phải là đổi lấy công pháp đan dược vũ khí, còn có tích phân đổi lấy thiên hạc sao. Đây là vật xa xỉ, cũng chỉ thiên tài siêu cấp như Ninh Hồng Trần mới có sức tài lực này, đệ tử bình thường tứ tinh cùng dưới cấp bậc không cần nghĩ tới. Không thể không nói, hạc trời vẫn rất mạnh mẽ, ba người diệp phàm đi tới ngồi lên, hạc trời dương cánh, nháy mắt đã bay đến không trung lập tức có không ít đệ tử ở bên dưới hâm mộ không thôi. Trên lưng thiên hạc, đại ca, chúng ta mua hạc này làm cái gì? Diệp quỷ hiếu kỳ hỏi, bởi vì có tích phân, Diệp phàm nghe vậy không khỏi cười cười, tùy hứng. Diệp quỷ và Diệp tàn nghe vậy thì không khỏi sướng sờ, sau đó chán nổi lên một nếp nhăn, tính cách của vị đại ca bọn họ, có đôi khi thật sự là không thể đoán được. Một đêm, sau khi Diệp Phạm luyện chế đan dược ở giai đoạn hiện tại đã đến sáng sớm. Rút hết toàn bộ bụi bặm trên người một lượt, Diệp phàm liền trở về phòng của mình, chuẩn bị tắm nước, ngâm mình. Lần này Diệp Phạm luyện chế đan dược tên là Lãi Sinh Đan, đây là một loại đan dược phụ trợ luyện thể, sau khi phục dụng đan dược này, huyết nhục chi lực toàn thân sẽ bị hoàn toàn kích phát, tiến hành làm ít hưởng thụ nhiều. Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn luyện chế thành công có chút khó khăn. Một đêm này cơ hồ hao hết nguyên lực của hắn, đến lúc rạng sáng, sáng thì cả người gần như đã mê man. Hắn tập trung tinh thần để luyện chế ba bộ trọng thạch giáp. Tác dụng của giáp đá này chỉ có một, đó là tự do điều chỉnh trọng nặng, nặng nhất là 300 cân, nặng nhất là 3.000 cân. Trọng thạch giáp phối hợp tuần hành sinh đan, Diệp Phàm có lòng tin để cho mệnh thần thuật đột phá tầng thứ tư trong nửa năm. Một đêm luyện đan luyện khí không gián đoạn, hôm nay nằm trong thùng tắm rửa thả lỏng, liền không nhịn được ngủ mất. Truyền công chàng, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tùy Y, đại lực đứng thẳng một hàng, Bạch Tiểu Ngôn đứng trước mặt mọi người, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hôm nay là ngày đầu tiên dạy võ kỹ nhân mới của nàng, vậy mà có một người mới đến muộn. Chương 87, Kiếm Đạo, Diệp Tàn sư đệ Diệp Phàm sư đệ xảy ra chuyện gì vậy, lúc này sao còn chưa đi ra, không phải ngày hôm qua ta nhắc nhở các ngươi hôm nay là ngày phong chủ thụ nghiệp đó chứ. Đại lực có chút sốt ruột nói, Diệp Tàn nghe vậy thì bình tĩnh nở nụ cười bất đắc dĩ, đại ca của ta làm việc chúng ta không quản được, bình thường hắn đều có kế hoạch của mình. Ai nha, lúc nào cũng không thể chọc phong chủ chứ, tính tình của phong chủ cũng không tốt lắm đâu. Xiên y cũng yếu ớt nói, Diệp quỷ thì toàn bộ hành trình thẳng tắp đứng tại chỗ, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên khuôn mặt tuấn giật là người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng sông khói cùng đại lực tự nhiên mà chọn nói chuyện cùng diệp tàn mặc dù trên người diệp tàn này có chút lạnh nhạt nhưng ít ra lúc nói chuyện còn lộ ra nụ cười lễ phép bạch khinh ngữ nhẹ nhàng độ bộ nếu là lấy tính tình trước kia của nàng hiện tại sợ là trực tiếp chạy đến phòng của diệp phàm bắt lấy hắn nhưng bây giờ nàng là phong chủ hình tượng rất trọng yếu bất kể như thế nào nàng cũng không thể so đo với một đệ tử bình thường lại nói nàng không ra ngoài nghe trộm được lời dạy của ta, đó là tổn thất của nàng. Nghĩ tới đây, Bạch khinh Ngữ cất cao giọng nói, thời gian đã đến, mọi người ngồi xuống đi, võ học thủ nghiệp hôm nay bắt đầu. Phong chủ, Diệp Phàm sư đệ hắn còn, đại lực nghe vậy thật thà chất phác nói. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói rồi duỗi tay phải ra, bàn tay trắng nõn xinh xắn nhỏ nhắn xinh đẹp khiến cho người khác không khỏi mơ màng. Nếu chính hắn không có tới, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chờ hắn một mình sao? Bạch Tiểu nhã nhẹ giọng nói, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm. Lần này điều ta muốn nói là binh khí chi quân, kiếm. Ta thấy các ngươi, diệp quỷ và sông khói là dùng kiếm, như vậy, các ngươi cho rằng kiếm là cái gì? Nói xong Bạch Tiểu Thuần khẽ nắm kiếm, ngồi ngay ngắn trước mặt mọi người. Khi đã bước vào trạng thái chuyên nghiệp, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Juni lên, ngươi nói trước đi. Bạch Tiểu Nhã cho tùy y thủ một ánh mắt cổ vũ, tình huống tiềm long phong sắc thực rất tệ, trong năm tên đệ tử này, cũng chỉ có sông khói mới có thể bồi dưỡng toàn lực dù sao tư chất tu hành của nàng rất cao chỉ có điều năng lực lĩnh ngộ và năng lực ý chí thật sự là không chịu nổi nhắc tới bất quá chỉ cần rèn luyện tốt hậu kỳ không chắc sẽ kém hơn người khác còn những người khác dù cho lời nói trắng trẻo làm tê dại chính mình làm cho mình tin tưởng kỳ tích nàng không thể không thừa nhận bọn họ hy vọng cũng không lớn a à, kiếm ta ta không biết một loại kiếm kỹ ta cũng chưa tu luyện thành công nói đến đoạn sau lâng lâng sắc mặt đỏ bừng có chút xa sút và tự ti. Bạch khinh ngữ sớm đã dự liệu đến tình huống này, nhưng nàng cũng gọi luôn sông khói lên, không phải vì nhục nhã nàng mà là để nàng có thói quen thất bại, chính diện chính mình, khi một người nào đối mặt với mình, nàng có thể trưởng thành. Không có việc gì xông vào, bản thân kiếm đạo không phải dễ dàng lĩnh hội như vậy, người chỉ cần dựa theo bước chân của mình mà đi thôi. Bạch tiểu nhã an ủi, sau đó nhìn về phía diệp quỷ, diệp quỷ, người cho rằng kiếm là gì. Diệp quỷ nghe vậy không khỏi ngồi thẳng người, lạnh lùng nói là một loại tín nhiệm một người không ký thác kiếm thì không thể ngộ kiếm được a à, niềm tin sao lời này giải thích thế nào bạch khinh ngữ nghe vậy không khỏi nổi lên hứng thú nàng tu hành cũng là kiếm đạo loại lý niệm này của diệp quỷ rất mới mẻ không thể nói là đúng hay sai một vạn người ngộ kiếm có một vạn loại suy nghĩ ví dụ như kiếm của ta ta chính là thanh kiếm này giá trị ta tồn tại chính là chặt đứt tất cả trở ngại trong tay đại ca cho nên kiếm của ta là kiếm để giết người khi ta rút kiếm ta nghĩ đến chính là vì đại ca mà giết hết tất cả kẻ địch diệp quỷ cất cao giọng nói trong đôi mắt lóe hàn quang nhàn nhạt không chút để ý lộ ra sát ý chấn nhiếp mọi người ảnh hưởng của cảm giác lạnh lẽo kinh khủng này không khỏi hơi nghiêng người qua một chút vừa rồi nàng cảm nhận được sau trường kiếm sau lưng diệp quỷ xuất hiện một tia kiếm ý mỏng manh kiếm sát phạt không chỉ vì sát phạt mà còn cam nguyện làm kiếm trong tay kẻ khác chém sạch tất cả kẻ thù loại tín nhiệm này mang theo chiến ý sắc bén vô tiền khoáng cùng không sợ hãi Chẳng trách người này có thể bộc lộ tài năng trên sự tiếp đãi của người mới, chỉ bằng cảm ngộ đối với kiếm như vậy đã đủ vượt qua đại đa số kiếm khách rồi. Đại ca mà hắn nhắc chắc là Diệp Phàm kia nhỉ, nhưng lại không biết người Diệp Phàm này có bản lĩnh gì khác, khiến đệ đệ của mình một lòng một giả như vậy. Bạch Khinh nói qua một chút ý nghĩ đó, tiếp theo bắt đầu lấy kiếm đạo nói đến võ đạo. Cường giả siêu phàm cảnh tâm đắc đối với bọn người Diệp Tàn tự nhiên có lợi rất nhiều, thời gian một ngày mà mọi người đều vượt qua cảm ngộ võ đạo. Diệp Phàm thì ngủ trong bồn tắm một ngày, mãi đến trạng vạng tối, hắn mới dần dần tỉnh lại. Bị ngâm nước suốt một ngày, Diệp Phàm cảm thấy cả người có chút khó chịu, nếu không phải thể chất của hắn khác hẳn với người thường, như vậy cũng đủ cho hắn ăn một bình. Từ trong bồn tắm ngồi dậy, hắn tùy ý khoác lên mình một bộ quần áo, sau đó Diệp Phàm mở cửa phòng đi ra ngoài. Đồng thời tại cửa viện của Diệp Phàm, một bóng người xinh đẹp đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng còn mang theo vẻ lo lắng, hai người trực tiếp nhìn nhau bốn mắt vừa tắm rửa xong, quần áo của Diệp Phàm tùy ý khoác lên người, thêm nữa tiểu viện này là của một mình hắn, cũng không có để ý, cho nên cơ hồ thân trên hoàn toàn trần trụi, thân dưới cũng chỉ mặc nội y. Xuyên y lập tức đỏ bừng mặt xoay người lại, tay trắng đem hai mắt che khuất, liên tục nhẹ giọng nói, xin lỗi sư đệ, ta không cố ý. Nói xong cả người ngượng ngùng chạy ra ngoài, ai cẩn thận, bang, xuyên y trực tiếp đụng vào cây cột phía trước tiểu viện, cả người không tự chủ lui về sau, chân sau đụng phải bậc cửa viện, lập tức trọng tâm bất ổn cả người rơi xuống hậu viện diệp phàm thấy thế lúc này bước lùi một bước cả người nhẹ như ngỗng lớn bay đến sau lưng hun khói vươn tay phải ra đón lấy hun khói kinh y thở nhẹ một tiếng rơi vào trong vòng tay ấm áp không khỏi mở mắt to ngượng ngùng nhất thời đối mắt với diệp phàm một lần nữa minh châu màu đen thâm thúy kia phảng phất như một vòng xoáy làm cho ánh mắt của nàng nhịn không được hãm nhập vào trong xiên y sư tỷ không có việc gì chứ thanh âm diệp phàm vang lên thanh âm rất ôn hòa cũng rất êm tai phối hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn ngược lại khiến cho hôn khói có chút sao động đặc thù có điều rất nhanh ánh mắt mỏi mệt liền nhìn thấy nửa người trên trần trụi của diệp phàm không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng mạnh mẽ đứng ở một bên thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu không không có việc gì cảm ơn sư đệ nói xong ông ta cúi đầu đỏ mặt lần nữa đi ra ngoài ai cẩn thận bành diệp phàm nhịn không được đỡ lấy chán thế gian này sao có thể có nữ tử ngốc nghếch như vậy tùy y ủy khuất sờ chán, tuy nàng tu vi thâm hậu, nhưng mà loại đau đớn này vẫn làm nàng nhịn không được nhíu mày, phần nhiều là xấu hổ, lúc này không thèm nhìn Diệp Phàm, vội vàng chạy mất. Chương 88, Thiên phủ tu hành, Diệp Phàm nhìn thân hình lùi lõm dụ hoặc chậm rãi biến mất, không khỏi cười lắc đầu, thầm nói tiểu cô nương thú vị. Đại ca, ta vừa mới nhìn thấy sư tỷ phụng tử bối rối. Ái, cay mắt, Diệp Tàn có chút khinh bỉ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức chán nổi nếp nhăn, cất cao giọng nói ta không làm gì cả. Làm thì làm đi, ngay cả kỹ viện cũng đi rồi, không có việc gì đâu. Diệp tàn nhún vai đi theo Diệp Phàm vào trong sân. Diệp Phàm vung tay phải lên, một cái trọng giáp bay tới tay Diệp tàn, mặc cái giáp này vào. Diệp tàn nghe vậy lập tức cởi áo khoác ra, tay phải cầm trọng thạch giáp, trọng lượng 300 cân làm cho hắn có chút biến sắc. Trọng thạch giáp này, tên nghe phảng phất như trọng giáp, kỳ thực bên ngoài nhìn như là nội giáp thiếp thân, khiến người ta liếc mắt liền cảm giác phi thường nhẹ nhàng lại không ngờ nặng như vậy. Đại ca, ta vừa mới nhìn thấy, sư tỷ y, đỏ mặt vội vàng. Nhị ca, huynh cũng ở đây à, sư tỷ tăng y các huynh có chống đỡ được không? Diệp quỷ ngơ ngác nhìn Diệp phàm và Diệp tàn, cho dù lúc bình thường ít nói, hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt khoa trương. Diệp phàm và Diệp tàn lập tức nổi giận, chúng ta cái gì cũng không làm. Làm thì làm, ngay cả kỹ viện cũng đi rồi, không có việc gì đâu. Mẹ kiếp, diệp quỷ thuần thục cởi bỏ quần áo chỉ còn lại một bộ nội y diệp phàm lập tức im lặng nói hai người các ngươi thoát sạch sẽ như vậy lúc muốn đánh nhau các ngươi muốn cởi trọng thạch giáp thì làm sao bây giờ đến lúc đó mặc nội y cởi trần rồi đi làm diệp quỷ và diệp tàn lập tức xứng sờ tại chỗ vậy sao ngươi không nói sớm hơn nữa chính ngươi cởi sạch sẽ như vậy diệp phàm đương nhiên là cố ý không nói ai bảo hai gã này vừa đến liền nói muốn bóc hắn không thèm để ý mặc y phục của mình vào tiếp theo trực tiếp mặc giáp đá lên người nguyên lực vận chuyển, giáp đá chậm rãi biến mất, hòa làm một thể với quần áo thiên phủ bên ngoài. Thứ ta tế luyện, làm sao có thể có chỗ thiếu sót rõ ràng như vậy? Bành, cả người Diệp Phàm trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, trọng lượng 3.000 cân khiến hắn căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Khổ, lần đầu tiên mặc, không khống chế tốt là rất bình thường. Diệp Phàm gục đầu xuống đất, lúng túng nói, tiếp theo nguyên lực chuyển động, ước chừng nửa ngày, rốt cuộc hắn đã vận được sức nặng lên 500 cân, cả người như cố hết sức đứng dậy. Ngược lại hắn nhìn thấy hai người Diệp Tàn và Diệp Quỷ đang quỳ dạp trên mặt đất, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Muốn khống chế hoàn toàn trọng thạch giáp này đúng là cần một chút thời gian. Ba canh giờ sau, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cật lực ngồi trên ghế đá trong tiểu viện của Diệp Phàm mặc dù là 300 cân nhưng vẫn luôn mặc trên người có chút mỏi mệt, huống chi hai người đều không dùng nguyên lực phụ trợ. Bắn ra bốn bình đan dược, Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai bình này là tuân theo sinh đan, phối hợp với trọng thạch giáp luyện thể hiệu quả phi thường tốt, một bình là nửa năm, hai bình khác là ngưng cương đan. Chủ yếu là phụ trợ tu hành, luyện thể và tu hành cần tiến hành cùng một lúc. Một cái vũ kỹ mạnh mẽ, nguyên lực chỉ có thể cung cấp huy lực của nó, nhưng luyện thể lại có thể làm cho chúng ta có tốc độ nhanh hơn, công kích càng mạnh, sức mạnh càng lớn, càng có thể tại trong cơ thể diễn sinh ra cương lực đặc thù, cường hóa ngũ giác, tăng lên tốc độ. Đến thiên giai võ kỹ, muốn đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, không thể thiếu côi lực phụ trợ, cho nên các ngươi nhớ kỹ, nhất quyết không thể đơn thuần vì tu vi mà bỏ qua luyện thể. Trong khoảng thời gian này tu vi chúng ta tăng lên rất nhanh, đó là bởi vì thời kỳ đầu của tu hành, đan dược có tác dụng vô cùng rõ ràng, đồng dạng, tu vi của chúng ta cũng không đủ cô động, đan dược là phụ trợ, tu hành vẫn phải mỗi bước một dấu chân. Diệp Phàm nói, đưa đan dược cho hai người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhận lấy đan dược, nghiêm túc gật đầu, đại ca yên tâm, chúng ta sẽ không nóng vội vội. Ừm, vậy là tốt rồi đúng rồi hôm nay phong chủ có có ý tìm ta gây phiền toái không diệp phàm nghĩ đến hôm nay không cẩn thận ngủ thiếp đi không khỏi có chút đau đầu nói không có hoàn toàn không để ý đến ngươi diệp tàn hơi ác thú nói vậy là tốt rồi diệp phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ nếu là như vậy hắn hoàn toàn có thể giảm bớt thời gian làm chuyện của mình diệp tàn nhìn vẻ mặt hưng phấn của diệp phàm không khỏi lắc đầu đại ca của mình rất thần bí người khác ước gì có cường giả dạy dỗ hắn ngược lại, sợ dành cả thời gian vào chuyện này. Bất quá nghĩ đến ngày thường Diệp Phàm dạy dỗ bọn họ, ở một số phương diện, so với giải thích của Bạch Tiểu Nhã còn độc đáo hơn. Ba người đàm luận một phen, Diệp Tàn và Diệp Quỷ mỗi người một chỗ, mặc dù mặc trọng thạch giáp tốc độ hơi chậm, nhưng ít ra biểu hiện bên ngoài không có chút manh mối nào. Cáo biệt sở quốc xong, ba huynh đệ Diệp Phàm cũng chính thức bước vào thiên phủ. Tu hành của Diệp Phàm khô khan khó khăn, sáng sớm đã điều trọng giáp lên 600 cân, sau đó bắt đầu chạy bộ xuống núi lên núi thậm chí tiến vào mặt hồ luyện tập thân pháp tự nhiên là không ngừng rơi vào trong hồ nhiều lần khiến mình sặc không được cân nặng của trọng giáp có đôi khi dứt khoát bơi lội trong hồ lớn của tiềm long phong bơi bơi qua bơi lại rồi chìm vào đáy sông cũng có đôi khi từ vách núi bên này nhảy đến một vách núi khác tiếp theo ở trong một tiếng bi thương rơi xuống dưới đất ngã gần chết nếu không phải linh lực của ai đó chữa thương hiệu quả kỳ dai sợ là cũng đã sớm chết rồi tiềm long phong đại nhân ít việc huấn luyện diệp phàm hoàn toàn là một người hai ngày trước còn sẽ trở lại nơi ở của mình phía sau trực tiếp tá túc trong rừng cây Tiên y đã mấy lần không thấy diệp phàm đâu sau đó cũng không đi tìm hắn nữa về phần diệp tàn và diệp quỷ cũng huấn luyện gian khổ có đôi khi đi tới đi lui liền nằm bò trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy nổi thế nhưng trọng giáp trên người ba người cũng từ từ gia tăng rất nhanh bảy ngày trôi qua lại đến thời gian bạch kinh thụ nghiệp diệp phàm đương nhiên vẫn chưa có mặt trắng nhẹ lời biểu thị rất tức giận bất quá vẫn bình tĩnh ngồi xong một hôm nay học võ đạo thần võ phong bốn đạo thân ảnh không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay một trận hỗn chiến phát sinh tại đấu trường liên tiếp thanh âm binh 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 vang lên hai bóng hình xinh đẹp lần lượt hiện lên hàn quang tiếp theo đứng ở hai bên đồng thời ở một bên hai gã nam tử cũng tách ra hai bên xa xa đối mặt nhau bên ngoài đấu trường hai lão giả nghiêm túc nhìn bốn người đang chiến đấu thỉnh thoảng gật đầu một người trong số đó chính là viện trưởng thiên phủ dương thương còn người kia là phong chủ thần vũ phong tôn thái tôn sư đệ ngươi xem những đệ tử này thế nào dương thương cười nói đệ tử tam tinh có chữ hồng trần là người chủ trì đại cục trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh kiếm tiên khách và nguyệt lang đã có chút tranh lệch trong hàng ngũ đệ tử một tinh thiên phú của dương nhược sa và bắc cung tuyết đều không tệ nhưng sức chiến đấu vẫn còn thiếu nửa năm sau là giao lưu hội với bốn viện nghe nói những học phủ khác tìm được không ít hạt giống tốt lần này ngươi có lòng tin không? Tôn Thái nghe vậy cất cao giọng nói, tin tưởng, thiên phủ ta ở dưới cùng tứ đại học phủ đã khá lâu rồi, ba năm qua Ninh Hồng Trần đã đột phá tới đệ tử Tam Tinh, vừa vặn bắt kịp trận đấu năm nay. Lần này nhất định một tiếng vang kinh người, mặc dù là khu đệ tử nhất tinh, khu nhị tinh không có thành tích quá tốt, chỉ cần đệ tử Tam Tinh khu có thành tích tốt, cũng có thể để cho thiên phủ chúng ta đi lên trên. Dương Thương thở dài một hơi nói, chỉ dựa vào khu đệ tử Tam Tinh, quá khó khăn, dù sao đệ tử nhất tinh và nhị tinh còn có đệ tử tổng thi khu, cũng là điểm bổ sung của bọn họ. Tôn Thái Thái lắc đầu, sao ta lại không biết nhỉ, chỉ có thể nhìn xem linh Tuyền chi địa có thể sáng tạo kỳ tích hay không thôi. Dương Thương nhẹ giọng nói, chương 89, nổ tung chuyện tốt, trong bốn phủ, thiên phủ yếu thế, hầu như mỗi ba năm một lần giao lưu hội đều bị sắp xếp, Dương Thương thân là người đứng đầu thiên phủ, trong lòng sao lại không lo lắng chứ. Ý chí của Bắc Cung Tuyết quá yếu, qua một thời gian ngắn nữa Bảo Ninh Hồng Trần dẫn nàng ra ngoài lịch lãm một phen. Dương Thương nói tiếp, "Ừm, um, sư huynh yên tâm đi, hai đệ tử nhất tinh này ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng." Bán Sơn Long Bộc của Tiềm Long Phong, có hai bóng người đi trong rừng, một nam một nữ đang ôm nữ tử. Lâm Ca Ca, đừng như vậy, bị người ta nhìn không tốt." Nữ tử ngượng ngùng nói, trong đôi mắt tràn đầy xuân ý. "Tiểu Yêu Tinh, ngoài miệng nói không cần, thân thể rất thành thật nha, yên tâm đi." Tiềm Long Phong tổng cộng chỉ có vài người, ngày thường căn bản không có ai tới chỗ này, hơn nữa, đại ca của ta đã cảnh cáo đại lực và đi tắm rửa, chỗ này là nơi đệ tử vệ gia chúng ta có riêng. Người nói chính là đệ đệ vệ Đông Vệ Lâm, cũng là tân sinh năm nay, đương nhiên là trực tiếp vào Linh Phong đặc chiêu tân sinh. Nữ tử không phải ai khác, chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Hoàng Đô Sở Quốc, Đông Hoàng Thiến xinh đẹp. Không thể không nói, nữ tử này có chút thủ đoạn, không ngờ lại tìm được người vệ gia nhanh như vậy. Thật sao? Thật lợi hại nha, ở Tiềm Long Phong, nói chiếm chiếm rồi sẽ bá chiếm. Đông Hoàng Thiến nữ lộ ra ý sùng bái, dịu dàng nói: "Ha ha, đó là tự nhiên, Tiềm Long Phong chỉ có mấy người như vậy, chiếm chỗ lớn như vậy cũng là lãng phí. Mấy đệ tử gia tộc chúng ta thật tốt bụng phân chia nó, Long Thác này chính là nơi ở của vệ gia ta, ngày thường chỉ có ta và ca ca đến nơi đây, ca ca của ta hôm nay đã về gia tộc, cho nên tiểu yêu tinh, bây giờ chúng ta đến đi." Đáng ghét lâm ca ca không cần phải gấp gáp như vậy người mê người như vậy ca ca làm sao lại không vội tới đi tới đi hai bóng người bắt đầu bước đi lung tung bên cạnh thác nước một bộ y phục tùy ý ném trên mặt đất củi khô liệt hỏa tràng 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 thiếp thiếp rất nhanh từng tiếng rên rỉ bên cạnh thác nước trống trải truyền ra nhưng vào lúc này một thanh âm vô cùng vang dội vang vọng toàn bộ thác nước tiếp theo mặt nước bộc phát ra vòng xoáy khổng lồ một giọng nói đột nhiên xuất hiện hù dọa vệ lâm đến mức run lên hai người hoảng hốt cầm y phục trên mặt đất lên, đồng thời nhìn về phía mặt nước. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cả người có chút ý vị thâm trường nhìn vệ lâm cùng đông hoàng thiến, các người tiếp tục đi, coi như ta không tồn tại vậy. Diệp phàm không chút che giấu đánh giá mỹ thể mê người của đông hoàng thiến, sau đó nhìn thấy phía dưới vệ lâm, lắc đầu, với quyển tiền này, người thật đúng là tự tin quá đi. Lời nói của vệ lâm và đông hoàng thiến thiến, Diệp phàm nghe được rõ ràng, hắn luyện thể ở phía trên cùng của thác nước, phía dưới xuất hiện hai người như vậy lấy ngũ giác mạnh mẽ của hắn thu thập tất cả thông tin một chữ cũng không lọt nếu là người khác cũng không tính người vệ gia thật ngại quá bốn người huy chương hắn vẫn luôn nhớ kỹ chờ lúc nào kêu các ngươi nhổ ra diệp phàm người hạ lưu còn không mau quay đầu lại đông hoàng thiến thiến lúc này lạnh lùng nói dùng y phục che một vài bộ phận mẫn cảm ta hạ lưu á so với đám người các ngươi chạy đến địa bàn của người khác thì lưu luyến hơn nhiều đây là tiềm long phong không phải vệ gia ngươi, cũng không phải đông hoàng gia, cho dù là trộm yêu cũng phải chú ý một chút. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý tới, 300 cân giáp đá khiến hắn cố gắng hết sức, lúc này nhảy lên một cái, đứng vững trên bờ sông, vận chuyển nguyên lực, quần áo ướt đẫm đều khô. Tiếp đó xoay người, cất cao giọng nói, mặc quần áo xong thì cút đi, núi Tiềm Long không hoan nghênh các ngươi. Hai người vệ lâm nghe vậy lập tức giận dữ, sau khi thuần thục mặc quần áo vào, vệ lâm không nói hai lời lập tức rút trường kiếm ra chém về phía diệp phàm tên phế vật tiềm long phong cũng dám giáo huấn ta diệp phàm cảm nhận được hàn ý sau lưng nghiêng người né kiếm sau đó khuỷu tay phải mạnh mẽ đâm về phía sau vệ lâm lúc này lảo đảo lui về phía sau tay trái nắm ngực nhe răng trợn mắt tới tiềm long phong ta còn dám tập sát đồng môn đệ tử khóe miệng diệp phàm lộ ra nụ cười trên tay phải có một đạo sắc thái thủy tinh phát ra quang mang tùy ý ném lên không trung tiếp đó liền nhận trên tay, bắn ra một cái, nhanh chóng tiến lên. Vệ Lâm co rụt hai mắt lại, quát lớn, hiểu nguyệt kiếm pháp. Kiếm quang như trăng, trong lúc lưu chuyển, múa ra điểm điểm kiếm hoa, chỉ tiếc. Thứ không có thật, Diệp Phàm hờ hững nói, ngay sau đó, tay phải đã vươn ra, xuyên qua kiếm quang, nắm chặt cổ Vệ Lâm, trực tiếp đem hắn đặt trên cây ở bên cạnh. Người của vệ gia, rất tốt, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Diệp Phàm cất cao giọng nói, vươn tay trái nắm lại đấm thẳng vào bụng vệ lâm. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, toàn thân vệ lâm lập tức uể oải ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, phát ra từng tiếng rú thảm, vô cùng thống khổ. Dẫn hắn về chỗ cũ, nói cho vệ đông biết, lòng thác này là nơi ở của Diệp Phàm về sau có một người đến vệ ra, ta sẽ giáo huấn một người, cút đi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đông hoàng thiến thiến, lạnh nhạt nói. Diệp Phàm người quá kiêu ngạo đó, người chờ đó. Đông Hoàng Thiến cao giọng nói, tiếp theo đỡ vệ lâm, Hùng dữ nhìn chằm chằm diệp phàm ta chờ đó diệp phàm lạnh nhạt nói rồi trực tiếp rời đi chỉ để lại vệ lâm và đông hoàng thiến xinh đẹp vì đau khổ mà thay đổi sắc mặt đinh 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 thanh âm liên tiếp chuyển đến diệp phàm trở lại trong tiểu việt liền thấy diệp tàn và diệp quỷ đang luận bàn dùng ánh mắt của diệp phàm tự nhiên có thể nhìn ra hai người diệp tàn và diệp quỷ đều mặc trọng thạch giác tuy nhiên xem thân pháp mặc dù nặng nề nhưng vẫn vững vàng linh động như cũ bất chi bất giác bọn họ đã tu hành tại tiềm long phong một tháng, một tháng này, bọn họ mỗi ngày đều đang huấn luyện, thân thể mạnh hơn một tháng trước không biết bao nhiêu lần, ngay từ khi bắt đầu khoảng 300 cân đã có thể tiến hành chiến đấu đến bây giờ. Rất nhanh, hai người đã liều mạng, đại đao của Diệp Tàn ngăn cản trường kiếm của Diệp Quỷ, đụng vào lồng ngực của gã. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Quỷ ngã xuống đất, khắc sâu mặt đất thành một ấn ký. Nhị ca thực lực mạnh mẽ, ta không phải đối thủ. Tam đệ ngươi khi nào cũng học được cách nói dối. Ngươi tu hành là đạo thích khách, trọng thạch giáp có ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi. Diệp Tàn cười nói, đồng thời kéo Diệp Quỷ dậy. Hai người cùng nhìn về phía Diệp Phàm, đại ca, người đã biến mất một tháng rồi, phong chủ có vẻ rất khó chịu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại không thèm để ý nói, đường đường phong chủ còn có thể so đo với một đệ tử nho nhỏ như ta, vậy thì quá mất mặt rồi. Nếu phong chủ này là nữ nhân thì sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười nói, nữ nhân, diệp phàm đột nhiên có dự cảm xấu loại sinh vật như nữ nhân này từ trước đến nay sở trường tạo ra không thể còn là nữ nhân rất trẻ hẳn là không sao chứ thời gian một tháng trong thiên phủ trôi qua có chút bình yên sáu đại thiên tài tân sinh tất nhiên sẽ được chú ý sáu người cũng thể hiện thiên phú của mình vẻn vẹn một tháng đều có tiến bộ rất lớn về phần ba người diệp phàm đã sớm biến mất trong tầm mắt mọi người không chỉ là nhân vật bên trong thiên phủ cho dù là người quen của sở quốc cũng rất ít chú ý đến ba người Diệp Phàm Điều mà mọi người đoán, bọn họ đã không còn ở cùng một thế giới, gặp mặt cũng sẽ càng ngày càng ít. Có thể nói, ba người Diệp Phàm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của bọn họ, huy hoàng năm đó của sở quốc trung quy chỉ là hiện lên phù dung, nếu như nói còn có người ngẫu nhiên nhớ tới hắn, có lẽ chỉ có bác cung tuyết. chương 90, tu hành rất thuận lợi, nhưng Diệp Phàm cũng gặp phải phiền toái, đương nhiên không phải là phiền phức của vệ gia, từ khi vệ lâm trở về hôm qua, hôm nay đã là buổi trưa, vệ đông hắn đợi cũng không tới, ngược lại làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng mà đồ ăn của thiên hạc cũng đã là một vấn đề, mỗi tháng hắn cố định 100 điểm đều dùng để cho thiên hạc ăn, vậy mà còn không đủ, không thể không nói, loại tòa kỵ này đúng là không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Không có cách nào, chỉ có thể nhận nhiệm vụ, đóng cửa tu luyện một tháng, cũng nên ra ngoài dạo chơi một chút, diệp phàm vỗ vỗ thiên hạc ngươi không thể bớt ăn một chút. Khanh khách, khanh khách, thiên hạc lười nhác kêu lên, giống như biểu đạt sự bất mãn của mình, nó ăn ở chỗ của Diệp Phàm không hề xa hoa. Lật người lên, thiên hạc bay lên, Diệp Phàm rất nhanh liền rời tiềm long phong, đi tới võ các phong, trước mắt có chút túng quần, cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ một chút. Thiên hạc không nghi ngờ gì là vô cùng phong cách, Diệp Phàm đến tự nhiên tỷ lệ quay đầu cực cao, chỉ có điều khi mọi người thấy trang phục trên người hắn đều xì mũi coi thường. Một ít nữ võ tu đã đem quần áo thoáng kéo mở ra một chút, lộ ra chút xuân quang đều đem quần áo bọc lại thật chặt, phảng phất như bị Diệp Phàm nhìn một cái liền ăn thiệt thòi lớn rồi, nguyên một đám chửi thầm xui xẻo, còn tưởng là thiên tài sư huynh nào đó chứ. Đây không phải thổ hào trong trạng thái tân sinh sao, một vạn điểm là dùng hết rồi, chạy đến nhiệm vụ điện luôn rồi à. Có người kinh ngạc nói, ha ha, người cũng không nhìn xem hắn mua cái gì, thiên hạc à, người có biết một tháng thiên hạc vẻn vẹn chỉ có bao nhiêu điểm ăn uống không? Cho dù là mức kém nhất, cũng phải 200 điểm, tài nguyên cố định của tiềm long phong bất quá chỉ 100 tích phân, các ngươi hiểu không? Thú vị thú vị, ta dám cá cược, trong vòng một tháng, Diệp Phàm nhất định sẽ bán thiên hạc đi, người như vậy lúc đầu kiếm được không ít điểm tích lũy, liền cho rằng tích phân rất tốt kiếm được. Hơn một vạn tích phân, một tháng liền không còn, cũng không biết tiêu tốn đến nơi nào. Tiêu phí đến nơi nào, ha ha ha, trong thiên phủ chúng ta có không ít sư muội sinh sắn được ít giá rõ ràng, còn phải nói tiêu ở chỗ nào sao? vị sư huynh này có cách nào không, để ta lên tiếng nói chuyện, sư huynh sư huynh, ta đã sớm phát hiện người khác hẳn với thường nhân, có thứ tốt cùng nhau chia sẻ mà. Diệp Phàm nghe mọi người xung quanh thảo luận, sờ sờ mũi, thầm nghĩ trong lòng, thiên phủ này còn có nơi tốt như thế này sao? Tội lỗi quá mức, nghĩ cũng sai, đặt thiên hạc ở một bên, Diệp Phàm trực tiếp đi đến nhiệm vụ điện, những võ tu khác cũng chỉ nhàm chán tùy ý nói một câu, trái lại không có thật sự tập trung sự chú ý lên người Diệp Phàm sau khi thấy hắn tiến vào nhiệm vụ điện, cũng không có tán gẫu gì nhiều. Chỉ có điều loại vật như thiên hạc này dù ở địa phương nào cũng cực kỳ bắt mắt. Mấy bóng người đi tới, liếc mắt liền thấy được thiên hạc, một nữ tử không khỏi kinh hô, thiên hạc thật xinh đẹp nha. Thiến vân tỉ tỉ, cái này so với tỉ mua cho đệ xinh đẹp hơn nhiều đấy. Thanh âm uyển chuyển êm tai, làm cho người ta có chút thoải mái dễ chịu. Lập tức không ít nam tử đều quay đầu nhìn về phía người đang đi tới, con người từng người co rụt lại, nghị luận dồn dập nói là đệ ngũ thiến vân. Đệ ngũ thiến vân và vương văn phượng, tôn nhã vận, tiêu xanh vũ cũng xưng là tứ đại mỹ nhân của phượng minh phong. Trong đó, đệ ngũ thiến vân là đệ tử tứ tinh, vương văn phượng và tôn nhã vận lần lượt là đệ tử nhị tinh và đệ tử tam tinh, tiêu xanh vũ là đệ tử lục tinh. Còn có sở tình nguyệt nữa, có người nói gia tộc thứ năm và sở ra là thế giao, hôm nay quả nhiên không sai. Tóc người của đệ ngũ thiến vân thật tốt, nếu có thể vừa sờ. Hắc hắc hắc, suyệt đệ ngũ thiến vân này cũng không phải nhân vật bình thường trong học phủ cho dù ninh hồng trần nhìn thấy cô ta cũng phải nể mặt chút ngươi người còn chưa kịp ngăn cản nam tử nói ra ngữ điệu hạ lưu đã phun ra một ngụm máu tươi tay phải của ngũ thiến vân phất một cái phỏ kiếm sau khi đụng vào người này lại bắn trở về miệng đặt cho bổn cô nương giữ gìn sạch sẽ một chút đệ ngũ thiến vân cất cao giọng nói đệ tử ngã xuống đất lập tức đứng lên cúi đầu xác nhận đa tạ sư tỷ giáo huấn đệ ngũ thiến vân không để ý đến người này nhìn về phía sở luyến nguyệt thản nhiên cười nói sư muội thích vậy để ta mua thiên hạc cho muội sư tỷ thật sao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của sở luyến nguyệt lập tức trở nên đỏ bừng vui vẻ nói ngũ thiến vân nhìn khuôn mặt sở luyến nguyệt mắt phượng xinh đẹp lộ ra một tia cưng chiều nắm bàn tay nhỏ bé của sở luyến nguyệt lên vuốt ve nhất thời mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm có lời đồn đệ ngũ thiến vân thân là nữ tử nhưng không phải là sắc nam nữ hôm nay xem ra quả nhiên không giả gương mặt xinh đẹp sở luyến nguyệt hơi đỏ lên, tùy ý mặc cho ngũ thiến vân bắt lấy tay nàng, mềm mại nói: vậy ngươi nói lời phải giữ lời đó. đương nhiên, đệ ngũ thiến vân gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác hỏi chủ nhân của con hạc này là ai? là diệp phàm đã đi điện nhiệm vụ rồi. có người đáp, đệ ngũ thiến vân dẫn theo sở luyến nguyệt cùng chúng nữ tử bước nhanh về phía nhiệm vụ điện. rất nhanh, mấy đạo thân ảnh thướt tha mềm mại biến mất trong tầm mắt mọi người. nữ nhân xinh đẹp vốn không nhiều có xinh đẹp như vậy lại càng ít, không ngờ còn nội cấp, có vui chơi không. Cho dù không nội chi, với tính tình của bà cô này, các người ai có thể quản được. Nhưng Diệp Phàm muốn xong đời rồi, nào có cái gì xong đời, hắn vốn không nuôi nổi thiên hạc, đừng nhìn đệ ngũ xinh đẹp bá đạo vô cùng, kỳ thực giá cả so với thiên hạc đầu tiên chỉ cao hơn chứ không thấp, đi cùng nhau đi xem. Đi một chút, nhiệm vụ điện, Diệp Phàm đánh giá tấm vải đỏ cực lớn trước mắt, trên vải đỏ là chữ nguyên lực hóa, nhiệm vụ và thù lao đều biết rõ mồn một, một. Săn giết linh thú nguyên hải kình cấp 3, thù lao 3.000 tích lũy, yêu cầu, đệ tử 6 sao trở lên, nhiệm vụ điện thu được tích phân. Tham dò bí cảnh 2 sao, không có thù lao, tất cả thu hoạch nộp lên 10% cho mình giữ lại, yêu cầu đệ tử 2 sao trở lên công bố thù lao nhiệm vụ cho đệ tử. Nhiệm vụ tổ đội, truy sát đuổi bắt phạm tội truy nã hồ sinh, thù lao 5.000, yêu cầu đệ tử thất tinh, nhiệm vụ điện có thể tích phân đông đảo nhiệm vụ lướt qua đôi mắt của Diệp Phàm nhiệm vụ kém nhất cũng cần đệ tử nhị tinh, nhiệm vụ nhất tinh gần như không có, đương nhiên, một ít nhiệm vụ tổ đội không có yêu cầu cấp bậc đệ tử, nhưng nghĩ đến nhất tinh đệ tử đi qua cũng là bị nhục nhã. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao bản thân thiên phủ cũng không đề nghị đệ tử một lần. Mục đích chủ yếu của bọn hắn là tu luyện, đại đa số nhiệm vụ đều từ bốn tinh trở lên, những người này chỉ cần bế quan tu hành thì ý nghĩa không lớn, bọn hắn cần phải đột phá ở thời khắc sinh tử. Cuối cùng, Lúc Diệp Phạm sắp từ bỏ, một nhiệm vụ đệ tử nhất tinh lọt vào tầm mắt hắn. Đưa hoa, đưa hoa cho tiêu xanh vô ở phượng Minh Phong. Thù lao một ngàn, yêu cầu không đẳng cấp, người tuyên bố sẽ trao cho thù lao. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi tới nhận nhiệm vụ. Lập tức một tiếng kinh hô vang lên, ô, nhiệm vụ của thẩm vân hảo đã có người tiếp. mươi 91, không bán cái kia, oa, thật đúng là có người không sợ chết, cũng không biết là vị hảo hán nào, để mọi người trưởng nhãn a là Diệp Phàm, a, à, trên tay hắn còn cầm bằng chứng. Mọi người nghe vậy không khỏi dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm bình tĩnh đứng ở một bên, trong tay đang cầm một khối lệnh bài, lệnh bài có thể đoán được hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa, bên trên có ánh sáng màu đỏ. Lúc quang mang này biến thành màu xanh lục, liền đại biểu nhiệm vụ đã hoàn thành, trở lại nhiệm vụ điện giao phó, liền có thể thu hoạch được điểm tích phân ban thưởng. Đương nhiên, phân chia 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 làm hai loại, một loại là trực tiếp thu hoạch tại nhiệm vụ điện một loại là lấy được từ người tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thu hoạch hai nhiệm vụ này cũng không hoàn toàn giống nhau, khi nhiệm vụ điện ban bố nhiệm vụ sẽ được đánh dấu, đưa hoa chính là thuộc về với sau. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Diệp Phàm người có biết tiêu xanh vũ là ai không? Có người hiếu kỳ nói, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, sao vậy, chẳng lẽ ta chỉ là một người làm nhiệm vụ, lại còn bị người thu hoa làm khó dễ sao? Cho mèo, khẳng định có, dù sao chỉ tặng một đóa hoa là có thể thu hoạch được một nghìn điểm, dưới gầm trời này nào có chuyện rẻ như vậy, bất quá binh đến tướng ngăn nước đến đất tre là được. Người không biết rồi, thẩm vân hạo sư huynh là đệ tử thất tinh, tiêu sư tỷ là đệ tử lục tinh, thẩm sư huynh thích tiêu sư tỷ không phải chuyện gì bí mật, ngay từ đầu nhiệm vụ đưa hoa này chỉ có 50 điểm, mỗi ngày đều có không ít đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này. Người nọ lập tức có chút hả hê nói, nhưng tiêu sư tỷ này không thích thẩm sư huynh A, mỗi ngày nhiều hoa như vậy, tiêu sư tỷ tức giận, liên tiếp đánh hơn 10 sư đệ trọng thương, chật chật, tràng cảnh đó, ngấm lại cũng thấy sợ. Nói xong hắn có chút buồn cười nhìn Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm không có bất kỳ sợ hãi nào, không khỏi bĩu môi nói tiếp, sau này nhiệm vụ này không có ai tiếp nhận nữa, dù sao để đổi lấy một cuộc mua bán không coi vào đâu. Thẩm sư huynh trực tiếp nâng phần thưởng tích phân lên đến 500 điểm, lại có đệ tử bí quá hóa liều, lần này càng thảm hơn, Tiêu sư tỷ trực tiếp lấy một tay của hắn ra, tiếp theo lại lấy ra, lại tháo xuống, lại cầm lên, chậc chậc chậc, dù sao loại cảm giác này rất kích thích. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi lộ ra một nụ cười nhìn ngấm, từng người nhìn Diệp Phàm đều có chút hả hê. Dù sao Diệp Phàm cũng không phải nhân vật thiên tài gì đó trong học phủ, ngược lại võ tu tiềm long phong là kém cỏi nhất, lại cưới thiên hạc chạy khắp nơi, nghĩ sao cũng thấy khó chịu. Đã xong, hiện tại người tự tìm đường chết, còn không cho phép người khác cười. Nhiệm vụ của nhiệm vụ điện không phải là tùy tiện nhận, có thể hoàn thành có thù lao thì không thể hoàn thành, phải trả gấp đôi. a à, đúng rồi, tiêu sư tỷ đã phát tin tức, nếu còn có nhóm đệ tử thứ ba dám tặng hoa cho nàng, nàng nhất định phải làm cho người đó đẹp mặt. Sau này thẩm sư huynh nâng giá lên một ngàn tích lũy, cũng không có ai đi thử, ngươi là người đầu tiên bí quá hóa liều. Hảo hán, dũng sĩ, chúc mừng ngươi, nói xong mọi người không khỏi nở nụ cười, thật ra cũng không có quá nhiều người cười nhạo, chẳng qua loại chuyện thú vị này, luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thật ra Diệp Phàm cũng không cần khổ sở như vậy, tiêu sư tỷ này chính là người đứng đầu tứ đại mỹ nhân của phượng minh phong đây chính là quốc sắc thiên hương người ta yêu a à. ngày thường nàng cẩn thận lui ra rất ít khi nhìn thấy lần này có lệnh bài nhiệm vụ trong tay ít nhất người có thể trực tiếp tiến vào phượng minh phong mà không bị đuổi xuống dù sao người bình thường cũng không muốn trêu chọc thẩm sư huynh đúng vậy đúng vậy năm ngoái ta cũng mới may mắn được gặp tiêu sư tỷ chật chật cái dáng dấp đó quả thật tuyệt vời tới nổi bong bóng theo ta thấy tay tiêu sư tỷ đẹp nhất vô nghĩa rõ ràng là miệng, cái miệng kia, thật quá tiêu hồn. Cái này các người cũng không biết rồi, là con mắt, ánh mắt của tiêu sư tỷ có thể nói chuyện. Mắt có thể nói chuyện sao? Tất cả đều là sát khí, thân thể nhỏ bé này của ngươi cũng không đủ cho người khác đá cho hai phát. Nói xong ai nấy bắt đầu thảo luận về diện mạo của tiêu xanh vũ, Diệp Phàm có chút không nói gì lắc đầu. Chẳng qua loại bầu không khí này so với không phải sống thì là chết, hắn càng thích hơn. Diệp Phàm lấy đóa hoa trên nhiệm vụ liền lệnh bài cùng thu được vào giới chỉ, sau đó đi ra bên ngoài điện nhiệm vụ. Đồng thời, tại cửa vào điện, một đám người đi đến. Lập tức mọi người không khỏi ngừng trao đổi, từng người tò mò nhìn về phía người tới, tiếp cận trăm người đi về phía đại sảnh nhiệm vụ điện, cầm đầu là hai nữ tử, đều xinh đẹp động lòng người. Nhất là nữ tử trước mặt, thoạt nhìn là song xuân hoa, thiếp thân viên phục hoàn toàn phát họa lên vóc người hoàn mỹ của nàng, da thịt trắng nõn mượt mà trong suốt, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, chân dài thẳng tắp trong gợi cảm mang theo một tia nữ vương một đường đi qua tư thế oai hùng hiên ngang mười phần khí phách ai là diệp phàm đệ ngũ thiến vân trực tiếp cất cao giọng nói bởi vì nàng ta nhanh chóng tung bay cuốn lấy chiếc áo choàng sau lưng hấp dẫn ánh mắt của không ít đệ tử đệ ngũ thiến vân tu sĩ bên trong kinh hô nữ thần của ta rất có lễ nghi trời ạ à, nếu như bị cặp chân đẹp của nàng trà đạp là hạnh phúc cỡ nào chân đẹp này không có ai rồi đừng nói trang phục nữ sinh trong thiên phủ thật sự là phúc lợi a à. câu nói của ngũ thiến vân lập tức khiến cho không ít người nhao nhao nhìn về phía diệp phàm diệp phàm cõng kiếm định tại chỗ có chút nghi hoặc nhìn ngũ thiến vân hình như hắn cũng không biết người này Người chính là diệp phàm để ngũ thiến vân đi tới bên cạnh diệp phàm vóc người cao gầy chỉ cách diệp phàm vẻn có bam một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt xâm nhập vào mũi diệp phàm mùi thơm này khiến người ta có chút thoải mái không gây mũi cũng không nồng nặc là ta diệp phàm gật đầu nhẹ không giống những người khác đều mê luyến ngũ ly vân nhưng hai mắt không hề che giấu đánh giá nàng sự vật mỹ lệ thưởng thức cũng không tồi ngũ thiến vân lại không nghĩ tới diệp phàm lại thản nhiên như vậy nam tử bình thường ở trước mặt nàng có thể hoàn chỉnh nói ra một câu nói cũng rất khó người nào không phải hận không thể cởi hết quần áo nàng nhìn đương nhiên cũng có chút nam nhân dối trá rõ ràng rất muốn nhìn nàng lại làm bộ như không thèm để ý diệp phàm này cho nàng cảm giác không giống thưởng thức thản nhiên không thèm làm chút nào thiên hạc bên ngoài thuộc về ngươi, ta cũng không vòng vo nữa, ngươi ra giá, giá, ta mua. Đệ ngũ thiến vân nói thẳng, thiên hạc, ngại quá, cái kia không bán. Diệp phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu, cũng không phải nói hắn cổ quái, chỉ là thiên hạc này đã theo hắn một tháng, xem như đồng bọn của hắn, thiên hạc này có sự tồn tại của sinh mệnh, hắn không quen xem loại sinh vật có linh tính này là vật phẩm tùy ý buôn bán. Chí ít chính là thiên hạc của hắn, sẽ không bán. Huống chi, lấy ánh mắt của hắn, thiên hạc này đã có tiềm chất trở thành thiên hạc vương. Ba ngàn tích phân, đệ ngũ thiến vân cực kỳ dứt khoát nói. Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, một cái giá tăng gấp ba, bạo lợi A, diệp phàm mệnh này tốt như vậy. Tích phân biến ra biện pháp chui vào trong ngực hắn. mươi 92, giao đấu, lập tức mọi người hâm mộ không thôi, ba ngàn tích phân A, ba con thiên hạc đều mua rồi. Nhưng mà điều khiến mọi người không ngờ tới lại là câu trả lời của Diệp Phàm Ta nói không bán, còn có chuyện gì khác sao? Cái địch, cái này cũng không bán, huynh đệ, lòng người không đủ rắn nuốt voi a. À. Đệ Ngũ Thiến Vân nghe vậy lập tức nhướng mày, một đệ tử nhất tinh, đối mặt với 3000 điểm mua thiên hạc của hắn, vậy mà không bán. Một cái thiên hạc mà thôi, cũng không phải người, ngoại trừ ra chào giá đầy trời, còn có thể là tình huống thế nào nữa. Nhưng khẩu vị hơi lớn, vừa rồi hào cảm của hắn nháy mắt biến mất, tầng mây thứ năm thiến lục nói tiếp 5.000 tích phân diệp phàm nhất thời có chút không biết nói gì nhìn đệ ngũ thiến vân bộ dạng ngược lại nghiêng nước nghiêng thành chỉ là đầu óc không tốt đã nói là không cần rồi mà ngươi còn ra giá gấp nếu sư tỷ không có chuyện gì ta phải đi làm nhiệm vụ thiên hạc đừng nói năm nghìn cho dù là một vạn ta cũng sẽ không bán diệp phàm bất đắc dĩ nhún vai một vạn ngươi thật có can đảm nghĩ tất cả mọi người lập tức trở nên khinh bỉ cái gì mà không bán chính là giá tiền không đến đừng tưởng rằng ngươi đặc biệt nói một vạn người khác không hiểu là được chỉ cần sư tỷ nói một vạn, người không đồng ý ta ăn cứt. Trong lòng không ít người thầm than thở, đệ ngũ thiến vân cũng xứng sở tại chỗ, nàng thật sự chưa từng gặp qua người nào tham lam như vậy, thiên hạc tích lũy được một ngàn điểm, người muốn bán một vạn, người sao không đi cướp đi. Người nói ta không bán, lại nói muốn làm nhiệm vụ, không thiếu tích lũy để chia ai làm nhiệm vụ. Nói cách khác, người không bán thì người sẽ cảm thấy giá không đủ. Diệp Phàm nói xong trực tiếp bảo Lý Thanh Vân trực tiếp đi ra ngoài một vạn tích phân, một tiếng kêu thê lương vang dội, để ngũ thiến vân nghiến răng nghiến lợi nói, một vạn tích phân, cho dù là nàng, cũng có chút đau lòng, nhưng nàng đã đồng ý với sở luyến nguyệt, nhất định sẽ đem thiên hạc mua cho nàng, đáp ứng lời của nữ nhân, nuốt lời như thế nào. Mười ngàn tích phân, trời à, có người kinh ngạc thốt lên, đây không phải là số lượng nhỏ. Đồng ý, nhất định phải đồng ý, không đồng ý là sát bút. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm nhưng mà Diệp Phàm phảng phất căn bản không có nghe được, bước chân căn bản không dừng lại đệ ngũ thiến vân lập tức hừ lạnh một tiếng tay phải vung lên vỏ kiếm trong tay bay thẳng về phía trước của diệp phàm ngăn cản đường đi của hắn một vạn điểm còn chưa đủ nhìn qua khó coi quá đi mọi người chung quanh cũng có chút câm nín một vạn tích phân a đây cũng là gặp được đệ ngũ thiến vân coi như có đạo lý nếu đổi lại là người khác không đánh người thành mẹ cũng không nhận ra ta nói không bán liên quan gì tới tích phân thường nói ngược to không đầu người đúng là phù hợp diệp phàm cũng có chút tức giận nói không bán hôm nay không bán cũng phải bán hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có chịu chịu hay không để ngũ thiến vân chân đạp hư không bay tới trước mặt diệp phàm thu lại vỏ kiếm cả giận nói ngươi muốn đánh cứ tới diệp phàm nghe vậy lạnh nhạt nói trong đôi mắt thâm thúy mà có thần trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tập trung tinh thần đây là dự định ép mua ép bán sao trước đó bọn họ còn cho rằng diệp phàm đang tăng giá hiện tại xem ra, thật sự là không muốn bán. Ngươi thật sự không muốn bán. Đệ ngũ thiến vân nghi ngờ hỏi, lắm lời, ta nói chuyện khó hiểu vậy sao? Diệp phàm nhịn không được nói một câu thô lỗ, cô nương thiên hạc ta coi trọng nữ nhân ta à, cho dù như thế nào đi nữa hôm nay ta cũng muốn mua lại, nếu ngươi cố ý không bán thì phải dùng sức mạnh, nhưng ta là đệ tử tứ tinh, ra tay với ngươi cũng khó coi, ta ra năm ngàn tích lũy, ngươi so tài với nàng ấy, nếu ngươi thắng, năm ngàn tích phân này cho ngươi tài nghệ không bằng người, ta không cần thiên hạc nữa. ngũ thiến vân nói tiếp, nếu ngươi thua, ta cũng ra một vạn tích phân mua thiên hạc của ngươi, thế nào? năm ngàn tích tích này không thoải mái hơn ngươi làm nhiệm vụ nhiều à? đám người nghe vậy đấm ngực giậm chân, loại chuyện tốt này sao không bị bọn hắn đụng phải chứ? bất kể thắng thua, ít nhất cũng phải năm ngàn tích lũy vào sổ sách. vận khí của tên diệp phàm này không khỏi quá tốt đi. nữ nhân của ngươi, diệp phàm nghe vậy không khỏi có chút cổ quái nhìn qua ngũ thiến vân, sau đó nhìn thoáng qua sở luyến nguyệt. Thầm đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy không ngờ lại nội bộ. Không thể không nói, sau khi người đó trọng sinh, so với kiếp trước vô sỉ hơn nhiều, linh hồn dung hợp thật đúng là kỳ diệu vô cùng. "Tốt, quân tử một lời tứ mã nan truy." Diệp Phàm dứt khoát nói, năm ngàn tích phân dâng tới cửa, không kiếm tiền hắn là ngu si sao? Về phần Sở Luyến Nguyệt, nghe nói là một trong sáu đại thiên tài mới sinh, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mấy người trực tiếp ra khỏi đại điện, đi ra khu đất trống bên ngoài. Một đám đệ tử như ong vỡ tổ, vây quanh đất trống nghị luận ầm ý. Diệp Phàm ngay cả thạch giáp nặng cũng không cởi, trực tiếp đứng sang một bên, bên kia là sở luyến nguyệt. Mời, Diệp Phàm lễ phép nói, sở luyến nguyệt nghe vậy không khách khí nói, ta sẽ không vì ngươi lễ phép mà hạ thủ lưu tình đâu, ta muốn con thiên hạc này. Nói xong, thân hình sở luyến nguyệt bắn nhanh, thân pháp huyền ảo, chợt trái chợt phải, tiếp theo, xuất kiếm. Người Diệp Phàm mặc giáp đá nặng 500 cân, tốc độ không kém quá nhiều so với lúc trước. Một đòn cực nhanh này của hắn đã phản ứng kịp, thân thể có chút đuổi không kịp, lúc này mạnh hơn, hiểm lại càng hiểm hơn chiêu kiếm này. Tay phải thành chảo, theo mũi kiếm lao về phía chuôi kiếm Sở Luyến Nguyệt. Hừ, quá chậm, Sở Luyến Nguyệt hét lên một tiếng, mũi kiếm xoay ngược, võ kỹ địa giai cấp thấp phân suy kiếm quyết đánh ra, thức thứ nhất là thanh phong phất dương liễu. Mũi kiếm chuyển động, thân hình như gió, kiếm quang như nước, trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh bao phủ Diệp Phàm. Cửu hư mê tung bước ra, thân hình Diệp Phàm mang theo liên tiếp tàn ảnh, thân pháp huyễn bộ chi cảnh, trong cực tốc di động, có hiệu quả kéo theo ảo ảnh, cái này ở trong thân pháp xem như cực kỳ cao thâm. Tư chất ba người Diệp Phàm không ra gì, nhưng nếu luận lý giải đối với võ đạo, quả thực đáng sợ, thân pháp chi đạo, dưới đệ tử toàn bộ thiên phủ tứ tinh, có thể đạt tới cảnh giới này không quá đếm số lượng. Chỉ tiếc thực lực là cường thương, ồ, oh, kỳ quái, lúc trước ta nhìn thấy diệp phàm chiến đấu tốc độ của hắn cảm thấy chậm hơn không ít đó là ở trong hình chiếu nhìn không thấy rõ ràng cũng rất bình thường hắn dù sao cũng là tu sĩ nhất trọng nhập cương sở luyến nguyệt là nhập cương tam trọng cho dù võ kỹ tinh diệu nhưng tuyệt đối là thực lực kém đường lộ sư tỷ đều bị diệp phàm đánh bại sở luyến nguyệt cho dù là thiên tài cũng chưa chắc đã mạnh hơn so với đường lộ sư tỷ cho dù mạnh cũng chỉ mạnh có hạn trận chiến này cũng khó nói ai thua ai thắng những lời này của ngươi có chút thiên vị rồi đường lộ sư tỷ tự nhiên mạnh hơn sở luyến nguyệt một chút, nhưng người đừng quên, đường lộ sư tỷ đối mặt với một người mới, sẽ dùng toàn lực sao. Trong lúc sơ ý đã bị Diệp Phàm đánh bại, cũng không thể nói rõ là đường lộ sư tỷ không bằng Diệp Phàm trận chiến này không giống, sở muội nguyệt dốc toàn lực ứng phó. Đám người nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, sở luyến nguyệt kiếm quang rất nhanh, mỗi một kiếm đâm ra, đều giống như một võ đạo tinh linh, cả người yêu mỹ vô cùng, đồng thời mũi kiếm phập phù, nếu không phải gặp phải Diệp Phàm đổi lại bất cứ ai, chỉ sợ đều sẽ trúng chiêu. Chương 93, bản sắc nam nhi, lang hư kiếm của Diệp Phàm đã xuất hiện ở tay trái, thỉnh thoảng chặn ngang mũi kiếm của Sở Luyến Nguyệt, liên tiếp vang lên tiếng binh binh, hai người đã chiến đấu hơn 10 hiệp. Muốn thắng Sở Luyến Nguyệt không khó, chỉ có điều mặc giáp nặng 500 cân trên người Diệp Phàm, động tác chậm hơn không ít, mặt khác hắn muốn thông qua lần chiến đấu này làm quen với cảm giác giáp đá trên người. Đánh đấm một phen, Sở Luyến Nguyệt hiển nhiên không có quá kiên nhẫn, mắng một tiếng, mũi kiếm chợt chuyển, chém về phía hai chân của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đặt Lang hư kiếm sang một bên đón đỡ, đồng thời cả người nhảy lên, quét chân trên không trung. Sở Luyến Nguyệt xoay người một cái, tránh thoát Diệp Phàm quét chân, nhưng thân hình Diệp Phàm lại không phù hợp với lẽ thường ở giữa không trung dừng lại, tiếp theo quét chân biến thành bổ xuống. Biến cố đột một này khiến Sở Luyến Nguyệt có chút trở tay không kịp, lập tức giơ kiếm ngang. Bành, một tiếng vang dội vang lên, Sở Muội Nguyệt sắc mặt đại biến một cước này lực lớn vô cùng, nàng căn bản không cản nổi. Phải biết rằng trên người của Diệp Phàm có thạch giáp nặng, từ trên không chém xuống một chân, lực đạo tự nhiên lớn đến kinh người. Hai chân sở luyến nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời cắn răng, hai tay đột nhiên đưa về phía trước, thân hình Diệp Phàm mượn lực lăng không mà lên, giống như một con liệp ưng, từ trên trời đập xuống, tay trái cầm chuôi kiếm. Thuấn kiếm nhất tự trảm địa giai cao cấp võ kỹ, kiếm giết ẩn tàng thuộc tính. Tiếng kiếm minh vô cùng chói tai truyền đến, thân hình sở luyến nguyệt vừa mới ổn định, thần hồn liền mơ hồ, đến khi nàng tỉnh táo lại, thân hình Diệp Phàm đã ở phía sau nàng, trường kiếm đặt trên cổ. Người thua rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thu lăng hư kiếm lại đeo sau lưng. Mọi người chung quanh có chút ngây dại, ngay từ đầu sở luyến nguyệt chiếm cứ thượng phong đến Diệp Phàm phản bại thành thắng, hết thảy chỉ trong một cái chớp mắt, nhất là một kiếm cuối cùng kinh diễm của Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, trong kiếm minh phản phất có thanh âm nhiếp hồn. Sở luyến nguyệt có chút mất mát thả trường kiếm trong tay xuống, đều nói là tân sinh lục đại thiên tài, trên phương diện chiến lực, nàng chưa bao giờ sợ bất kỳ người mới nào. Về phần đệ tử tiềm long phong, nàng cũng từng nghe đồn, người này thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ mạnh thái quá như vậy. Đệ ngũ thiến vân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không phải người nói không giữ lời, đi tới trước mặt Diệp Phàm người thắng rồi, đây là 5.000 tích phân. Nói xong nàng lấy ngọc bội thân phận của mình ra, Diệp Phàm cũng lấy ra ngọc bội thân phận, tiếp theo đó là Ngũ Thiến Vân trực tiếp vẽ ra trên ngọc bội của Diệp Phàm 5000. Có thể đánh bại nữ nhân của ta, thực lực không tệ, từ khi nào Tiềm Long Phong lại xuất hiện một nhân vật như ngươi vậy? Đệ Ngũ Thiến Vân hiếu kỳ nói, Diệp Phàm cười cười không nói gì, tiếp theo ngồi lên thiên hạc của mình nghênh ngang rời đi, hắn còn có nhiệm vụ của mình, mặc dù đã giải quyết được vấn đề khẩn cấp, nhưng nhiệm vụ tiếp nhận vẫn cần phải hoàn thành. Đệ Ngũ Thiến Vân nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên một hứng thú, lúc này hỏi, mới một người mạnh mẽ như vậy, sao lại ở tiềm long phong? Sư tỷ, Diệp Phàm cũng coi như là một đại danh nhân, hắn dùng tư chất phế vật tiến vào tiềm long phong. Không chỉ có hắn, lần tân sinh này có ba người tư chất phế vật, ba người này chính là Diệp Phàm Diệp Tàn, Diệp Quỷ, còn là ba huynh đệ nữa. Có người cất cao giọng nói, phế phẩm tư chất, đệ ngũ thiến vân nghe vậy không khỏi sướng sờ, sau đó lắc đầu đáng tiếc. Thiên Phong, Thanh Sơn, người giàu dĩ không vui là vì sao? thượng quan phi độ cười nói một tháng này thượng quan phi độ tiến bộ vô cùng lớn nơi đây đối với lão mà nói hoàn toàn nằm trong giấc mộng lão đã dành toàn bộ điểm tích lũy vào trên giảng đạo hội mỗi một lần nghe những tiền bối kia giảng đạo lão lại nhận được càng nhiều cảm ngộ vừa mới từ giảng đạo trở về tâm tình thượng quan phi độ có vẻ không tệ nhưng thấy bắc cung thanh sơn sắc mặt lại không tốt không khỏi hỏi cũng không biết thiên sát nào nhận được nhiệm vụ gieo hoa xuống thật vất vả mới có thể tu hành ba tắc lại càng thêm cường đại, chính là vì muốn nắm chắc chuyện chạy trốn khỏi tay tiêu xanh vũ. Hôm nay xuất quan đến nhiệm vụ điện, phát hiện nhiệm vụ này lại bị người ta đón đi, quả thực quá đáng ghét. Bắc Cung Thanh Sơn thở dài nói, đối với một công tử bột mà nói, cái gì quan trọng nhất? Tu hành vô nghĩa, ngâm mỹ nữ mới là quan trọng nhất. Không chỉ có tán mỹ nữ, mà còn phải ngâm mỹ nữ đỉnh phong. Hắn đã nghe ngóng được những nữ đệ tử đứng đầu trong học phủ, nói về sắc đẹp thì đệ nhất mỹ nhân sở linh của linh phong mới xuất hiện là vệ linh vương văn phượng phượng minh phong tôn nhã vận tiêu sanh vũ ngô cửu ly vân tiềm long phong bạch kinh ngữ huynh y dược phong lâm mẫn thần vũ phong dương như bắc cung tuyết xem như tuyệt sắc đỉnh nhất hắn không vào được linh phong người nơi đó từng người mất cao hơn đầu đi qua cũng là chịu nhục bắc cung thanh sơn trực tiếp từ bỏ vương văn phượng của phượng minh phong tôn nhã vận là nữ nhân của ninh hồng trần tạm thời không nói đến hắn không quá hứng thú với nữ nhân đã phá thân tiêu xanh vô cùng ngũ thiến vân đều vào sâu trong đó gọn gàng để ngũ thiến vân thì tốt hơn một chút nhưng nghe nói nữ sắc yêu thích hắn lập tức không có hứng thú tiềm long phong đó là địa bàn của diệp phàm tên này so với hắn còn nóng nảy hơn cũng không biết hắn có bắt được cái sông khói kia hay không nhưng có một câu nói thế nào thì đều là người quen cả chuyện tranh đoạt việc buôn bán này hắn không làm được dược phong dược phong nữ đệ tử vốn đã ít huống chi là loại tuyệt sắc như lâm xíu một đám lang hộ nghiêm mật, những nam đệ tử khác căn bản không cần nghĩ tới. Hắn đã nhận ra Dương Nhược hám thần võ phong, đôi mắt kia quả thật mê người không được, vấn đề là nữ nhân này hình như tính tình lãnh đạm mình dù lôi kéo thân cận như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Bác Cung Tuyết, muội muội ruột của hắn, làm ầm, chọn lọc như thế, có vẻ như chỉ có tiêu xanh vũ tương đối dễ đắc thủ hơn, mà muốn đến gần tiêu xanh vũ, cách đơn giản nhất chính là nhận hoa, nhưng nghe nói tiêu xanh vũ đưa hoa với người đưa hoa rất không hữu hảo, cho nên hắn khổ luyện thân pháp. Lần này xuất quan hăng hái tiến về nhiệm vụ điện, lại bị người khác nhận nhiệm vụ, hắn làm sao lại không tức giận? Thì ra là vì chuyện này a, à, theo ta thấy, đây không phải là chuyện xấu, lần này ngươi đi, 9 phần 10 là sẽ bị hủy xương, nếu có người thay ngươi thì ngươi nên cao hứng a." Thượng quan Phi Độ không khách khí mở miệng nói, "Ngươi đây xem như an ủi người sao? Ngươi biết Tiêu xanh Vũ là ai không? Đệ nhất mỹ nhân Phượng Minh Phong a." nếu bất hạnh bị hương thủ của nàng ta chặt nát xương, cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời. Ngươi biết cái gì, bắc cung thanh sơn có chút đau lòng nói, hôm nay xem ra, chỉ có thể chờ đợt đưa hoa mới tới. Nếu ngươi thật sự muốn nhìn một chút mỹ nhân đứng đầu phượng minh phong trong truyền thuyết này, cũng không phải là không có cơ hội, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, chính là sợ không kịp thời. Cơ hội gì, đi thăm muội muội ta a, à? như vậy vào phượng minh phong sẽ không có vấn đề gì, lại để muội muội dẫn ngươi tới chỗ tiêu xanh vũ nếu như vận khí tốt, gặp phải người đưa hoa kia và tiêu xanh vũ, ngươi liền đứng bên cạnh tiêu xanh vũ giúp nàng ngăn cản người đưa hoa kia, phía sau ngươi hiểu được. Thượng quan phi độ hiếm khi có được nụ cười bị ổi, không thể không nói, một tên võ si như vậy mà cũng có mặt như vậy, dùng một câu nói có thể khái quát, đen như quả đen trong thiên hạ, nam nhân trong thiên hạ đều là bản sắc. chương 94, sự kiện tái diễn, tốt, ha ha, ý kiến hay, đi, chúng ta bây giờ đi, Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy không khỏi kích động nói. Bọn ta, không, là ngươi, một mình ngươi, ta không đi. Lúc này Thượng quan Phi Độ lắc đầu, nói đùa thôi. Hắn nói trùng hợp gặp được người đưa hoa, nếu không gặp phải, với đức hạnh của Bắc Cung Thanh Sơn, sợ là không gì không dùng được đi tới gần tiêu xanh vũ. Đến lúc đó bị hủy xương cốt cũng là chuyện nhẹ, hắn không ngốc, đi theo hai tên tinh trùng này chịu chết. Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy không yêu cầu Thượng quan Phi Độ, lập tức ngựa không ngừng vó chạy về phía Phượng Minh Phong. Tính toán thời gian, rất có thể mình đã chậm mất rồi. Đúng rồi, an toàn là tốt nhất, tốt nhất là ngươi mang theo muội muội của ngươi. Giọng nói của Thượng quan Phi đổ kịp thời vang lên, nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn nên nhắc nhở, dù sao Bắc Cung Tuyết cũng là đệ tử thần Võ Phong, lại rất đáng yêu, lúc Dương Cung bạt kiếm, để cho Bắc Cung Tuyết bán đứng làm núng, không khéo có thể giúp ông ta bớt chịu chút khổ. An toàn an toàn, rất an toàn. Bắc Cung Thanh Sơn hoàn toàn không nghe thấy, chạy như bay về phía Phượng Minh Phong. Thượng quan phi độ nhìn bóng lưng Bắc Cung Thanh Sơn, bất đắc dĩ lắc đầu, vì nữ nhân mà người không muốn sống cũng là kỳ hoa. Dựa theo tốc độ bình thường, Bắc Cung Thanh Sơn không có khả năng đuổi kịp Diệp Phàm dù sao Diệp Phàm cũng có thiên hạc, nhưng sự tình luôn luôn ngoài ý muốn. Thiên hạc bay trên trời. Hai mắt Diệp Phàm tùy ý ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, thời điểm tới gần Phượng Minh Phong, mấy bóng người phía dưới khiến Diệp Phàm chú ý, Ước chừng bốn người đang vây đánh một người, còn phía sau bốn người là một bóng người tùy ý tựa trên cây, trên mặt tràn đầy lãnh ý. Vệ đông, còn có đại lực, bị vây đánh chính là đại lực, lực lượng cuộn mình, bảo vệ chỗ hiểm, thỉnh thoảng vì đau đớn phát ra một tiếng hét thảm, mà bốn người khác đều mặc phục sức linh phong, xem tình huống hẳn là tiểu đệ của vệ đông. Đánh, đánh tới chết, chỉ là một cái dám cho tiềm long phong, cũng dám ra tay với đệ đệ ta à. Ha ha, người ăn gan báo từ lúc nào vậy? Vệ đông cất cao giọng nói, không ít người xung quanh dồn dập rừng chân lại, từng người từng người chỉ trỏ, thỉnh thoảng mỉm cười. Loại hiện tượng này ở thiên phủ rất là thông thường, nhất là đại lực. Đệ tử thế gia ở Linh Phong vừa khó chịu đã bị hắn chút giận. Không có cách nào cả, ai bảo người tài nghệ không bằng người chứ, huống chi vệ thanh ngọc và bạch khinh ngữ có mâu thuẫn là ai cũng biết, vệ thanh ngọc lại là trưởng lão ở Linh Phong, trưởng lão giữa các đệ tử không dễ ra tay, cần phải hỗ trợ giữa các đệ tử. Loại tình huống này không có khả năng xuất hiện ở những ngọn núi khác, nhưng Tiềm Long Phong chỉ có Bạch Tiểu Thuần là có thể tự mình đứng lên, có thể bảo trụ Tiềm Long Phong đã xem như cực kỳ khó khăn rồi, những thứ này đều dành cho một nữ tử chỉ có hơn 20 tuổi, cho dù nàng là cường giả siêu phàm cảnh, cũng có chút độc mộc khó chống đỡ. Chuyện quan trọng, nói khẽ không phải không biết, chẳng qua nàng ngoại trừ hổ thẹn, cũng không có cách nào, nàng không giúp được. Vệ Đông, khi nào thì ta ra tay với đệ đệ ngươi, Long Bộc đã giao cho các người rồi người muốn đánh thì đánh đừng tìm lý do này giọng nói to lớn hào hùng vang lên khuôn mặt chất phác đỏ bừng loại nhục nhã này nhiều lắm nhiều tới mức hắn sắp sụp đổ nhưng hắn là cái gì hắn chẳng qua chỉ là đứa trẻ cùng khổ ra có thể tiến vào thiên phủ đã được tổ tông phù hộ ít nhất hắn ở đây học tập người nhà của mình cũng trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy chút khuất nhục này tính là gì chứ thối lắm ngươi cho rằng vệ đông ta thích cầm cường hiếp yếu sao đệ đệ của ta ở long bộc bị diệp phàm bắt nạt người thân là sư huynh của diệp phàm ngay cả sư đệ phế vật cũng quản giáo không tốt để ta thu thập ngươi cho tốt chờ một lát liền đi tìm long phong thu thập diệp phàm một trận vệ đông cất cao giọng nói mọi người chung quanh nghe vậy lại không tự chủ được mỉm cười người không biết xấu hổ hỏi ngươi có phải là người ỷ mạnh hiếp yếu hay không không cần tới tiềm long phong ta tự mình đến đây thanh âm diệp phàm từ trên không truyền đến tiếp theo diệp phàm trực tiếp từ trên thiên hạc nhảy xuống tốc độ cực nhanh hai tay giương ra đại bàng dương cánh trực tiếp rơi xuống đất hai tay đồng thời bắt lấy cổ hai người đang vây ổ mạnh mẽ mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất bành bành hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên ánh mắt mọi người không khỏi bị diệp phàm thu hút chỉ thấy hai tay hắn đặt trên mặt đất nửa quỳ khí thế cả người vô cùng dũng mãnh hết thảy phát sinh trong trước mắt hai người kia hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ nghe một tiếng nổ vang hai người bạn đã ngã xuống đất diệp phàm tùy ý đứng lên Hai người khác mới kịp phản ứng, lập tức gầm lên một tiếng, một người nghiêng chân roi, một người trọng quyền, nguyên lực vận chuyển, tốc độ cực nhanh, hung hăng tấn công phía sau Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người tránh cho chân roi, tay phải thành chảo, nắm chặt trọng quyền, tiếp theo một cái chân duỗi ra, đá bay nam tử ra quyền, đồng thời lật tay lại tung ra một quyền, Long khiếu quyền đánh ra, một tiếng long khiếu vang lên, nam tử cuối cùng mơ hồ, sau một khắc đã phi hành trên không trung, rơi xuống đất thổ huyết, ôm bụng co giật. Tùy ý thu thập bốn người xong, Diệp Phàm đem đại lực kéo lên, đại lực sư huynh không có việc gì chứ. Không có việc gì, Diệp sư đệ thật là lợi hại. Đại lực nghe vậy lắc đầu nói, sắc mặt có chút u ám, Diệp Phàm tuy gọi hắn là sư huynh, nhưng hắn ngay cả tên sư đệ này biên cũng không đuổi kịp. Diệp Phàm đương nhiên phát hiện vẻ ảm đạm trên khuôn mặt đại lực, không khỏi cười cười, sư huynh cũng rất mạnh, trong lòng ta, so với những thứ cặn bã này còn mạnh hơn. Lúc này nó gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hàm xúc, nó biết Diệp Phàm đang an ủi mình, dù như thế nào thì nó vẫn vô cùng cảm ơn vị sư đệ này. "Diệp Phàm, lá gan ngươi không nhỏ, dám tự mình đưa đến cửa." Vệ Đông từ từ đến gần, lúc cách Diệp Phàm khoảng 3 mét thì dừng lại, hai tay khoanh ở trước ngực cất cao giọng nói. "Vệ Đông, người như người cũng chỉ là rác rưởi, ngoại trừ nhiều người ức hiếp ít người, người còn biết làm cái gì nữa?" Diệp Phàm không khách khí nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Lần trước là Ninh sư huynh cứu ngươi một lần, nếu không hiện tại đoán chừng ngươi còn đang dưỡng thương trên giường còn dám ra tay với đệ đệ của ta ta rất muốn biết chết tiệt ai cho ngươi cái gan đó chứ hôm nay bổn ra không đánh ngươi ra phân thì ta sẽ không phải họ vệ chỉ bằng vào loại mặt hàng như ngươi diệp phàm nghe vậy không khỏi trào phúng nói loại thần thái này khiến vệ đông càng giận dữ nhưng vào lúc này mấy bóng người đi tới vệ sư đệ người đây là mọi người nghe vậy liền nhìn lại ninh hồng trần kiếm tiên khách nguyệt lang Dương Nhược Tịch, Bắc Cung Tuyết. Người nói chính là Ninh Hồng Trần, lập tức mọi người không khỏi cạn lời. Vận khí của Diệp Phàm tốt như vậy, lần nào cũng có thể gặp Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần thầm buồn cười, tiểu sư đệ Diệp Phàm này đúng là không phải đèn cạn dầu, đi đâu cũng có thể gây chuyện. Chẳng qua cũng tốt, vừa vặn để hắn có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nhân, nhắc tới cũng trùng hợp, sao trong thời điểm như vậy mà hắn luôn gặp được. Xem ra ông trời không cho mình cơ hội, chương 95, lách qua một bên. Vệ đông nhìn thấy sắc mặt Ninh Hồng Trần lập tức cảm thấy khó chịu, khó chịu nói chữ sư huynh, lần này ngươi lại muốn xen vào sao. Diệp Phàm đã đánh đệ đệ của ta, còn lén lút ghi lại hình ảnh đệ đệ của ta và đạo lữ tham dự trong ký ức thủy tinh. Như thế, nếu ta thân là ca ca không quản, người khác nói như thế nào với ta? A, à, Diệp Sư Đệ không ngờ lại làm ra loại chuyện này, ta tin tưởng Diệp Sư Đệ sẽ không xấu xa đến mức ghi chép lại chuyện đó chứ, dù sao mục đích làm như vậy ở đâu. Ninh Hồng Trần ra vẻ kinh ngạc nói, vô cùng mẫn cảm nắm chắc được đạo lữ ghi chép riêng mấy chữ này loại chuyện này chính là chuyện bại hoại hư mục đích chính là muốn dùng cái này để bắt chẹt một ít người tích lũy dù sao thì đãi ngộ tại tiềm long phong kém như thế vệ đông hừ lạnh nói ninh hồng trần nghe vậy liền khó xử nhìn bác cung tuyết nhẹ giọng nói tuyết nhi sư muội chuyện này sư huynh cũng hơi khó xử bác cung tuyết nghe vậy cũng ngẩn ngơ nàng quả thật không ngờ diệp phàm lại làm ra chuyện như vậy không hắn không phải người như vậy trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó liệu có phải vì hắn không có tích lũy hay không nghe nói mấy ngày trước hắn mua một con thiên hạc thiên hạc này mỗi tháng đều tiêu hao không ít tích phân hắn thiếu điểm tích lũy cũng rất bình thường nghĩ tới đây bác cung tuyết không khỏi nhìn về phía diệp phàm nhẹ giọng nói diệp ca ca nếu như ngươi không có tích phân ta cho ngươi lần trước ngươi cho ta một vạn tích phân ta còn thừa lại năm nghìn ngươi đem ký ức thủy tinh trả lại cho vệ đông có được không diệp phàm nghe vậy lập tức trên mặt hiện lên một tia tức giận cùng thất vọng hắn vẫn cho là mình và bác cung tuyết sớm chiều ở chung cũng coi như hiểu biết nhau nhưng hắn lại không muốn trước mặt nhiều người như vậy nàng lại chất vấn hắn đây là loại phủ định về nhân cách của hắn phủ nhận giao tình của hắn với bác cung tuyết nếu nói lúc trước hắn muốn trợ giúp bác cung tuyết là vì quan hệ giữa hai người có thể coi như thân thiết thì giờ phút này coi như đã hoàn toàn thất vọng tích điểm cống hiến cho người 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 cứ giữ cho tốt bất quá mới một tháng không gặp không cần phải nhục nhã ta như thế. Nếu ngươi thật sự cảm thấy địa vị của mình cao hơn, cùng ta xa một chút chính là được, lời nên nói ta đã nói, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, ngày sau tự mình chuốc lấy khổ cũng là gieo gió gặt bão. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói, Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức sắc mặt tái nhợt, lời nói của Diệp Phàm giống như cây đao, trong lòng nàng chém ra từng đạo khe nứt, hắn sao có thể nói với ta như vậy, ta cũng là vì tốt cho hắn mà thôi. Còn ngươi nữa, cút qua một bên cho ta, xen vào việc của người khác, đứng trước mặt lao động giả bộ, nhìn buồn nôn. Diệp Phàm trực tiếp phun ra một ngụm thô, lập tức mọi người xung quanh sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ Diệp Phàm này thật đúng là cá tính, hoàn toàn không để Ninh Hồng Trần ở trong lòng, nhưng người khác có ý tốt muốn giúp ngươi, ngươi còn vũ nhục người khác như thế, một khi bị vệ đông thu thập cũng là đáng đời. Đôi mắt Ninh Hồng Trần lóe lên ánh lạnh lẽo, tiếp đó mỉm cười, xem ra Diệp sư đệ không biết điều lắm, nhưng ngươi nói sai rồi, không phải ta muốn quản chuyện của ngươi ta chẳng qua là trợ giúp sư muội của ta mà thôi bác cung tuyết tức giận nhìn diệp phàm nàng thật sự không hiểu vì sao diệp phàm lại biến thành như vậy diệp phàm làm nàng quá thất vọng lúc này lui sang một bên tức giận nói người ta có ý tốt muốn giúp ngươi ngươi không cảm kích thì thôi đi còn dùng như vậy sao diệp ca ca ngươi quá đáng rồi ta không phải diệp ca ca của ngươi bác cung tuyết giúp ta diệp phàm ta chưa từng cần người khác hỗ trợ hừ người giúp ta như vậy ta không cần Ta nói lại lần cuối, Ninh Hồng Trần không phải thứ gì tốt, người cách xa hắn một chút, lần cuối cùng là thay mặt Hàn Thúc nói. Yêu thích quá mức, Diệp Phàm vẫn luôn coi Bắc Cung Tuyết như muội muội. Chỉ có điều trong thời điểm này, Bắc Cung Tuyết lại dễ dàng như vậy bởi vì một người chỉ nói một hai câu liền hiểu lầm mình, không khỏi khiến người ta tâm lạnh. Bây giờ hắn đang ở tiềm long phong, Bắc Cung Tuyết ở thần vũ phong, hắn không thể giám sát Bắc Cung Tuyết thực, một khi nàng thật sự xảy ra chuyện, rất có thể mình sẽ không kịp tới cứu viện, cũng chỉ có thể cảnh cáo nàng một lần nữa, ngày sau chỉ có thể nói là tận lực đề phòng Ninh Hồng Trần gây thương tổn cho nàng. Đây không phải bởi vì Bắc Cung Tuyết, mà là vì hắn hứa hẹn với Hàn Thúc. Ngược lại lấy ra một viên thủy tinh ký ức, nhìn vệ đông cất cao giọng nói, muốn lấy thủy tinh ký ức, tự mình tới cướp, thắng ta tặng thủy tinh cho ngươi, mặt khác cho ngươi năm ngàn tích lũy, ngươi thua thì quỳ trên mặt đất dập đầu với bổn công tử năm cái. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng, đồng thời lấy ra ngọc bội, năm ngàn điểm trên ngọc bội cứ như một bàn tay đập vào mặt ninh hồng trần và vệ đông hai người bọn họ hoặc trực tiếp thể hiện diệp phàm vì tích phân làm ra những chuyện xấu nhưng trên thực tế diệp phàm vốn không thiếu tích phân bác cung tuyết cũng có chút ngơ ngác diệp ca ca vậy mà không phải vì phải chia trác đối với lời nói vừa rồi của mình mà nói một sự không tín nhiệm đối với y đúng vậy từ lúc nào mà một câu nói của người khác y lại hiểu lầm diệp ca ca thế nhưng hắn đem chuyện riêng của người khác ghi lại là sự thật a à loại chuyện này bản thân xấu xa không chịu nổi. Hư, Diệp Phàm người để chứng minh mình không phải vì tích phân tư hội của đệ đệ ta, mà xuất ra 5.000 tích phân. Ha ha ha, ta nên nói người ngốc hay là nói người não tàn. Vệ đông nghe vậy không khỏi cười to, ta đã nhận cá cược này, 5.000 tích phân tặng trắng, ta không lấy thì phí. Những người vây xem khác cũng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, lời nói của vệ đông phù hợp với ấn tượng của bọn họ đối với Diệp Phàm rõ ràng là không xuống đài trước mặt nữ nhân yêu quý dùng phương thức này vãn hồi hình tượng của mình nhưng trực tiếp đưa ra 5.000 thích phân chỉ có thể nói là ngu ngốc đại lực lập tức kéo diệp phàm sư đệ không nên vọng động yên tâm đi chỉ là một vệ đông mà thôi diệp phàm lắc đầu nói sau đó đi tới trước mặt vệ đông đứng vững để đệ, đệ ngươi ở chỗ tu hành của tiềm long phong ta làm việc vô cùng đáng xấu hổ kia bản thân chính là sự vũ nhục tiềm long phong ta Ta không chỉ ghi chép lại mà ta còn công bố nó cho mọi người biết, cho nên cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Tới đi, toàn lực ứng phó, để ta xem thiên tài vệ gia rút cuộc có mặt hàng gì. Đối với vệ gia, bản thân đã có cửu oán, đắc tội một lần là đắc tội, đắc tội hai lần cũng là đắc tội. Hắn không tin vệ gia dám không để ý quy củ của thiên phủ mà trực tiếp phái cường giả cấp trưởng lão ra tay với mình. Những người khác nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm suy tư, đệ tử Linh Phong đem tiềm Long Phong trở thành hậu hoa viên của nhà mình ai cũng biết, nhưng chưa từng có một đệ tử nào dám công khai hành nam nữ trên tu hành phong. Đây là đang vỗ nhục và sỉ nhục một người trên ngọn núi tu hành, người có thể làm bất cứ chuyện gì ở gian phòng của mình, nhưng lời nói lộ thiên, không khỏi không để đệ tử ngọn núi này vào trong mắt. Nếu là như vậy, Diệp Phàm viết xuống cũng không tính là quá phận. Lúc này bác cung tuyết sửng sốt, thật sự là như vậy sao? Tại sao mình lại hiểu lầm Diệp ca ca rồi? chương 96, không ngừng nghỉ, Diệp Phàm người đừng vội ngậm máu phun người, đệ đệ của ta chẳng qua chỉ dẫn theo đạo lữ du ngoạn long bộc, dưới lãng mạn, ôm hôn ta thôi, hư, mồm mép của ngươi vậy mà nói không ra tiếng người, hôm nay ta đã phế nó rồi. Tiếng nói vừa dứt vệ đông đột nhiên tấn công, trong nháy mắt bắn ra, nhằm về phía Diệp Phàm Huyền không đánh xuống dưới, lúc này Diệp Phàm dịch chuyển qua một bên cực nhanh chân, vệ đông lúc này biến chiêu, gió xoáy quét đường, cả người xoay tròn 180 độ, tốc độ cực nhanh. Vệ đông mạnh nhất là cước pháp, liên hoàn cước của hắn trong toàn bộ đệ tử nhị tinh, đều khá nổi danh, cần chú ý chính là từng đợt từng đợt công kích, liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Leng keng leng keng leng keng, chân dài của vệ đông kéo ra liên tiếp bóng người, thân hình diệp phàm đỡ trái hở phải, lảo đà lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đánh trúng, lại phảng phất không có trọng tâm phiêu hốt bất định, như gió theo bóng. Một mực liên tục công kích gần trăm chân, thân hình vệ đông dừng lại, lạnh lùng nói, vừa rồi không phải kêu rất vui sao. Sao hả, khi đao thật kiếm khô lên chỉ biết trốn tránh sao. Diệp phàm nghe vậy đứng tại chỗ, khóe miệng mỉm cười không chút để ý, non thân kết thúc, vệ đông, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ngươi có thể quỳ xuống rồi. Nói khoác không biết ngược, vệ đông hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục lùi bước, đột một tiếng lên. Phải dùng tuyệt chiêu, chung quanh có người hiểu rõ võ kỹ của vệ đông, không khỏi cất cao giọng nói là võ pháp bách ảnh vô hoạt, võ kỹ mạnh nhất của vệ đông, nghe nói hắn dựa vào võ kỹ này sẽ đánh bại lang sơn ngũ trọng vào toan nghê. Đây chính là võ kỹ địa giai sơ cấp, hơn nữa vệ đông đã gần thành công, dưới chân sắt như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt nhấn chìm địch nhân. Theo tiếng nghị luận của mọi người, thân hình vệ đông bay tới trước người Diệp Phàm khởi động, phong vân chuyển động. Lộp cộp, cộp cộp cộp, Diệp Phàm lui về phía sau, hai tay thỉnh thoảng chặn cước pháp của vệ đông, đồng thời khởi động thân pháp ba thốn, ẩn tàng ba bước lại lóe lên. Diệp Phàm lui về phía sau hai bước, bước thứ ba đạp lên phía trên, thân hình lập tức biến mất, xuất hiện trên đầu vệ đông, hai chân phát lực, liên tiếp bóng chân bao phủ xuống. Đây là, bách ảnh vô hoạt, có người kinh ngạc thốt lên, vậy mà Diệp Phàm cũng biết một chiêu này. Sao có thể như vậy được, võ kỹ của Diệp Phàm có rất nhiều, nhưng cũng giống vậy, võ kỹ hắn không biết cũng không ít, bách ảnh vô hoạt này ở trong vũ kỹ mà hắn không biết, chỉ có điều ánh mắt hắn độc đáo cỡ nào, chỉ cảm thụ một lần, hắn liền đã thăm dò được phương vị, lực đạo của đối phương. Đương nhiên mỗi một vũ khí đều phải trải qua muôn vàn thử thách, cho dù người khám phá ra vũ khí của người khác, cũng không có nghĩa là người có thể sử dụng, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại có được thiên đế đồ lục, phù văn thần bí kia ấn vào trong nguyên khí, có thể khiến võ kỹ trực tiếp đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nói cách khác, Diệp Phàm căn bản không cần thật sự nắm giữ một chiêu này, hắn chỉ cần biết làm sao để xuất chiêu, cho dù chỉ là vẽ gáo theo hồ lô nhưng thần văn bên trong nguyên lực sẽ tự động lưu chuyển theo động tác của hắn trong kinh mạch cuối cùng lại để cho võ kỹ của hắn trực tiếp đạt đến trạng thái hoàn mỹ đây chính là chỗ kinh khủng nhất của thiên đế đồ lục nguyên bản diệp phàm cũng dự định thử một lần thái độ nhưng không muốn làm động tác hắn đánh ra mỗi một lần xuất cước, hắn lại càng có tâm đắc đối với một chiêu thối pháp này người khác tiêu tốn một năm hoặc là mấy năm nghiên cứu kỹ càng hắn chỉ cần đánh ra sẽ tự động nắm giữ đáng sợ len keng len keng len keng bóng chân dày đặc không một kẽ hở ở trên đầu vệ đông đá ra vệ đông lúc này có chút luống cuống tay chân người khác có lẽ còn có nghi hoặc nhưng mà hắn lại vô cùng rõ ràng đây chính là chân của bách ảnh vô hoạt không đúng lực đạo của bộ thối pháp này đang hội tụ không thể nào lẽ nào là trạng thái hoàn mỹ trong truyền thuyết một đòn mạnh nhất là một cước trăm sẻ bảy ư thình thịch thình thịch thân hình vệ đông không ngừng lui về phía sau diệp phàm trên không trung đá ra liên hoàn thân hình đột ngột rơi xuống đất tay phải chống xuống, một chân quét ngang, tất cả thối ảnh hội tụ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cuối cùng phảng phất dung hợp thành đùi phải của Diệp Phàm. Một chân của chiến kỹ ẩn tàng nước thành trăm mảnh, bách hành vô hoạt đá ra gần trăm cước, mỗi một cước đều lưu lại một loại sức mạnh, dưới tình huống lực đạo bình thường rất nhanh sẽ biến mất, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có thể trong nháy mắt xếp chồng lên nó. Mà một chiêu hoàn mỹ này chính là đem lực đạo trăm cước phía trước đồng thời hội tụ tại một cước cuối cùng, cho nên một cước trăm cước nứt ra, đó là một cước thế công cực kỳ cuồng bạo. Oanh, không có khả năng, vệ đông kinh hô một tiếng, cả người bị một cỗ đại lực không cách nào chống đỡ đánh bay, hung hăng nện ở phía xa, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt vẫn cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi đó là thuộc tính ẩn tàng của bách ảnh vô hoạt, nhưng mà, chỉ có hắn biết loại ẩn giấu thuộc tính đến cùng khó có được đến cỡ nào. Hắn tu hành vũ kỹ này 5 năm, vẫn như cũ đại thành cảnh giới, diệp phàm sao có thể nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trừ phi hắn đã sớm tu hành bản vũ kỹ này nhưng bản vũ kỹ này là mật bất truyền của vệ gia diệp phàm từ đâu mà có được ngươi thua rồi diệp phàm lạnh nhạt nói nhìn vệ đông ký ức trong tay biến thành hai cái chúng ta đã ghi đánh cực rồi ngươi có thể không quỳ xuống nhưng ngày mai cả thiên phủ đều sẽ biết đệ đệ ngươi và chuyện xấu của ngươi vệ gia ha ha mọi người thấy thế bình tĩnh trở lại diệp phàm đã thắng Loại kết quả này tuy vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận, dù sao trong hội giao lưu người mới Diệp Phàm quả thực có chiến lược kinh người. Mọi người khinh thường Diệp Phàm chính là tư chất của hắn, nhưng luận chiến lực, quả thật không tệ lắm, đương nhiên, nhập đình đánh bại từng người một vào cương, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút chấn động. Uy, không đúng, bọn họ đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào tu vi của Diệp Phàm đã đột phá lên tầng hai côn bằng, tư chất phế phẩm lại có thể đột phá, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, càng đáng sợ hơn là người này dùng tuyệt kỹ của vệ đông. Hai mắt Ninh Hồng Trần hơi ngưng tụ, y cũng không ngờ Diệp Phàm này mạnh như vậy, chẳng trách lúc trước có thể đánh lui kiếm tiên khách một lần, nhưng dù vậy cũng không lọt được pháp nhãn của y. Vào nhị trọng tiến vào cương cấp bậc tiến vào cấp bậc 4, nghe rất mạnh, thực ra khi hắn nhập cương đã có thể chiến thắng tầng thứ 5. Vào cương cảnh tuy chia làm 9 tầng, Ninh Hồng Trần càng muốn chia nó làm hai tầng, vì tranh lệch từ 5 tầng đến tranh lệch cũng không lớn bằng 5 tầng 6 điểm chia chính thức giữa ngũ trọng và lục trọng, cái gọi là thiên tài trong học phủ cũng thế, cường giả cũng thế, kỳ thật đều suốt đầu lộ diện ở bên ngoài, sau khi cường giả chân chính vào lục trọng, đều toàn lực đột phá ly thể cảnh, rất ít đi ra đi lại. Đương nhiên, trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, cường giả vào cấp 6 cũng là phượng mau lân giác, đối với toàn bộ người của đệ tử nhị tinh cũng không nhiều lắm. Ví dụ như khách quen của kiếm tiên, cũng chỉ là làm bài bản 5 tầng mà thôi, bởi vì nhân số thần võ phong, kỳ thật chênh lệch thực lực vô cùng lớn, trên kiếm tiên khách, chính là Ninh Hồng Trần, vào lục trọng của áp lục trọng đến hạng nhất hoàn toàn là khu vực trống. Không nói đến những chuyện này, chỉ nói đến người tên Diệp Phàm một tu sĩ phế phẩm, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá vào tầng 6 côn bằng, càng đừng nói đến việc cả đời dừng bước tại cảnh giới côn bằng, chiến lược trước mắt chỉ sợ sẽ duy trì rất nhiều năm, thậm chí cả đời. Cho nên, đây vẫn là phế vật, nhất thời huy hoàng không tính là gì, hắn cuối cùng sẽ bị những người này không ngừng vượt qua, nhiều thì vài năm, ít thì 2 năm, Diệp Phàm sẽ chậm rãi trở thành tồn tại đội sổ. Chương 97, hiểu lầm càng sâu hơn, Diệp Phàm, người đừng nên khinh người quá đáng. Vệ Đông cất cao giọng nói, muốn hắn quỳ xuống trước mặt mọi người còn không bằng để hắn chết, nhưng nếu không quỳ xuống, một khi Diệp Phàm bại lộ ký ức của mình ra ngoài, vậy mặt mũi của hắn và đệ đệ Vệ Lâm để ở đâu? Không ngờ một Diệp Phàm nho nhỏ lại ép hắn tới mức này. Quan gia nên giải không nên kết, Diệp sư đệ, thế lực vệ gia này ở Thiên phủ không nhỏ, vẫn là không nên xung động thì tốt hơn. Ninh Hồng Trần tốt bụng khuyên nhủ, không ít người vẫn vô cùng kính nể thái độ của Ninh Hồng Trần, vừa rồi Diệp Phàm vô lễ như vậy, đến lúc này, hắn còn có thể mở miệng hỗ trợ. Bác Cung Tuyết biết có lẽ mình đã hiểu lầm Diệp Phàm trong lòng không khỏi có chút khổ sở, nghe được lời của Ninh Hồng Trần, trong lòng thầm nghĩ như vậy, một khi đã chọc giận vệ ra, Diệp ca ca sợ là sau này sẽ không thể bước được vào thiên phủ. Nghĩ tới đây, bác Cung Tuyết vội vàng nói, Diệp ca ca thả vệ đông đi đi, có Hồng Trần Sư Huynh hỗ trợ, tin tưởng vệ gia cũng không muốn làm lớn chuyện này, người cũng có thể ở trong thiên phủ tu luyện cho tốt. Đôi khi con người chính là động vật kỳ quái như vậy, có lẽ điểm xuất phát của ngươi là tốt, nhưng có vài lời nói ra, dưới tình huống khác biệt, ảnh hưởng gây ra lại bất đồng, ít nhất lúc này, một số người nói những lời này trong mắt bác cung tuyết không xem ra là giúp đỡ Diệp Phàm Hoặc có thể nói bác cung tuyết quá đơn thuần, Diệp Phàm đã kết thù với vệ gia, làm sao có thể nói mở ra là phá giải được. Huống chi, chuyện này để Ninh Hồng Trần nói, tuy Ninh Hồng Trần thoạt nhìn rất rộng lượng nhưng một khi ngáng chân nàng, Diệp Phàm thật sự có vấn đề lớn. Đương nhiên, có khôn khéo thì chỉ có một nhóm ngu xuẩn, hơn nữa loại ngu xuẩn này cũng không ít, trong mắt bọn họ phương pháp này có thể thực hiện được. Ta chưa từng nghĩ muốn đối phó với vệ gia, thế nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm người khác vì tiện nắn, tiến vào thiên phủ ngày đầu tiên, vệ thanh ngọc trưởng lão đã thu 40 cái huy chương của ta, cũng chính là một vạn hai ngàn điểm, ha ha, khẩu vị rất lớn nhưng ăn của ta thì dù sao cũng phải nhổ ra, vệ đông, hôm nay đừng nói ta không buông tha người, bảo vệ thanh ngọc trả lại lợi ích tổng cộng cho ta 40 huy chương, lợi tức một vạn tích phân. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó nhìn thoáng qua bác cung tuyết, không nói gì, chỉ là thất vọng lắc đầu. Trong lòng bác cung tuyết lập tức vô cùng khó chịu, khoảng cách trong mắt Diệp Phàm và lạnh lùng làm cho nàng không biết phải làm như thế nào. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, nàng đều tốt cho Diệp Phàm tại sao hắn lại thất vọng như vậy? Diệp Phàm, người thật sự muốn đối nghịch với vệ gia ta. Vệ đông chịu đựng đau đớn miễn cưỡng đứng lên, hung hăng nhìn chầm chầm vào Diệp Phàm. Đối nghịch, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, lập tức đi thẳng tới thiên hạc của mình, lật người một cái, lãnh đạm nói, vậy thì thế nào? Ta cho người thời gian 10 ngày, sau 10 ngày, nếu như không có điểm tích lũy, nội dung trong trí nhớ này ta sẽ công bố cho mọi người. Nói xong thiên hạc dương cánh, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, từ đầu đến cuối không chào hỏi Bắc Cung Tuyết, có lẽ trong lòng Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết đã trở thành người xa lạ, cũng không hoàn toàn như thế, bất quá ngăn cách đã tồn tại, lúc trước hắn đưa ra lựa chọn, Bắc Cung Tuyết lựa chọn Ninh Hồng Trần. Có lẽ trong mắt nàng, nàng lựa chọn không phải một người, mà là một đạo lý, nàng cho rằng Diệp Phàm không có đạo lý, nhưng khi hai người quan hệ đã rất tốt, còn phải dùng đạo lý để phủ định đối phương, vậy loại quan hệ này tính là gì? Huống chi, cho dù Diệp Phàm không có đạo lý, hắn đặt mình cùng một chỗ với Ninh Hồng Trần để Bắc Cung Tuyết đi chọn Trước mặt nhiều người như vậy, khi nàng lựa chọn Ninh Hồng Trần, lại đặt Diệp Phàm ở nơi nào. Cũng may Diệp Phàm đối với Bắc Cung Tuyết không có tình cảm nam nữ, cũng không có nhiều thương cảm như vậy, nhưng nếu muốn coi hắn là người không việc gì thì hắn cũng làm không được, không thèm để ý người khác nhìn đi nhìn lại là một chuyện, tôn nghiêm là một chuyện khác. Diệp Phàm rời đi không lâu, một bóng người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Bắc Cung Tuyết lập tức dừng lại, "Muội muội, muội sao lại ở đây?" Vành mắt đỏ hồng, "Ai bắt nạt muội?" bắc cung thanh sơn vốn đang hoảng hốt chạy về phía phượng minh phong nhưng lại không nghĩ vừa vặn được nhìn thấy bắc cung tuyết không thể không nói hắn là ca ca của bắc cung tuyết cũng rất yêu thương bắc cung tuyết trực tiếp dùng đại kế tán gái của mình để dừng lại quan tâm a à, tam ca ta ta không sao bắc cung tuyết nhìn thấy bắc cung thanh sơn lập tức thấp giọng nói sao lại không có chuyện gì được ta thấy dáng vẻ ngươi sắp khóc mà nói đi là ai khi dễ ngươi là ninh hồng trần nhà ngươi Bắc Cung Thanh Sơn trực tiếp nhìn về phía Ninh Hồng Trần, cất cao giọng nói. Ninh Hồng Trần nghe vậy không khỏi nở nụ cười ôn hòa, nếu là những người khác vô lễ với hắn như vậy, hắn đã sớm khiến đối phương bẽ mặt rồi, nhưng đây lại là ca ca của Bắc Cung Tuyết, mình muốn ngâm mình tuyết Bắc Cung, mặt mũi của ca ca này vẫn phải cho đấy. "Huống chi, đây cũng là cơ hội tốt để tên phế vật Diệp Phàm kia tìm chút chuyện." "Là Diệp Phàm?" Ninh Hồng Trần trực tiếp nói, chắc là có hiểu lầm gì đó. "Diệp Phàm, đáng giận" Tên khốn kiếp này, ta nhất định phải trừng trị hắn thật tốt, người khác ở đâu. Bắc cung thanh sơn trực tiếp kích động nói, khi dễ ai cũng được, nhưng ức hiếp muội muội của hắn không được, cho dù có chút quan hệ với Diệp Phàm hắn cũng tuyệt đối không khoan dung. Bắc cung tuyết lập tức ngăn cản, không phải, không liên quan tới Diệp ca ca, là ta không tốt. Tam ca, huynh đừng kích động, sư muội, muội oan ức chính mình như vậy không thể chịu được, Diệp Phàm kia vũ nhục ta cũng được, nhưng nhiều lần cho muội sắc mặt, ta cũng không quen nhìn nhìn phương hướng hắn rời đi lúc nãy hẳn là Phượng Minh Phong. Vừa hay, lần này chúng ta cũng có việc tới Phượng Minh Phong, liền mang theo ca ca muội cùng muội chủ trì công đạo với muội. Ninh Hồng Trần đột nhiên nói, yên tâm, có ta ở đây, ca ca ngươi sẽ không có việc gì. Nói xong Ninh Hồng Trần dẫn mọi người đi đến bên cạnh thiên hạc của mình, thiên hạc của hắn lớn hơn rất nhiều so với Diệp Phàm đương nhiên cũng đắt hơn nhiều, mua về chính là 5.000 tích phân đấy. Bắc Cung Thanh Sơn không nói hai lời kéo Bắc Cung Tuyết ngồi lên thiên hạc, sắc mặt tràn đầy tức giận, lúc trước ta đã biết Diệp Phàm này không phải người tốt, nhưng lại dám khi dễ muội muội ta, ta tuyệt không tha cho hắn. Hắn đi Phượng Minh Phong, hắn đến đó làm gì? Hắn nhận nhiệm vụ đưa hoa, đưa hoa cho Tiêu Xanh Vũ đấy. Lúc này có đệ tử bên dưới lớn tiếng nói, có thể bán cho Ninh Hồng Trần một nhân tình, bọn họ sẽ không khách khí. Cái gì, nhận nhiệm vụ đưa hoa đúng là tên này. Móa, ta đây càng không thể tha cho hắn, ta còn chưa hái hoa của hắn, hắn đã đưa tay đến đây rồi, bắc cung thanh sơn nghe vậy càng giận dữ ninh hồng trần thấy thế trong lòng hơi vui vẻ tiếp theo hạc trời bay lên tuy không biết bắc cung thanh sơn chỉ cái gì nhưng có một điểm dễ hiểu người này rất khó chịu với diệp phàm chỉ cần bắc cung thanh sơn và diệp phàm nảy sinh mâu thuẫn một bên là ca ca ruột của bắc cung tuyết một bên là diệp phàm không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ giúp ai đến lúc đó một chút tình cảm trong lòng bắc cung tuyết kia cũng sẽ biến mất hầu như không còn cơ hội của mình không phải cũng sẽ tới Thằng nhóc này mới 17 tuổi đã có bộ dạng kỳ ảo động lòng người, ngày sau chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tính tình lại đơn thuần dễ lừa gạt, chỉ dùng chút thủ đoạn đã khiến cô và Diệp Phàm trở mặt, thật đúng là lễ vật thượng thiên ban cho ta. Trong lúc Ninh Hồng Trần Miên Man suy nghĩ, Thiên Hạc đã tới gần Phượng Minh Phong. Chương 98, Tiềm Long Phong, một bóng người xinh đẹp có chút sợ hãi đi vào trong tiểu viện của Diệp Phàm, phát hiện cửa sân của hắn vẫn bị đóng, không khỏi có chút thất vọng, đột ngột, một giọng nói vang lên, sư tỷ của Phụng Y, người tìm đại ca ta có việc gì không? Diệp Tàn cao giọng nói, luận tướng mạo, Diệp Tàn quả thật cũng coi như xinh đẹp, hơn nữa trên người có khí chất kiên nghị, ngược lại rất hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh. Nhưng tâm tư sông khói hiển nhiên không ở trên lá tàn, từ lần trước bị Diệp Phàm vô tình ôm lấy, hun khói mấy ngày nay luôn vô duyên vô cớ hiện lên đôi mắt sâu thẳm kia. Đương nhiên, cũng không phải nói sông khói thích Diệp Phàm tuy nàng nhát gan, nhưng cũng rất có nguyên tắc, cũng không phải loại nữ nhân mê trai, ngày thường đều ở tiềm long phong một lòng tu hành, rất hít ra ngoài, cho dù Ninh Hồng Trần biểu đạt một số ý tứ khác với nàng ta, nàng ta cũng giả bộ hồ đồ không để ý tới. Càng đừng nói chỉ một chuyện như vậy đã nảy sinh tình cảm với Diệp Phàm nhưng quả thật quan hệ giữa hai người có một chút biến hóa kỳ diệu trong chuyện này. Một tháng nay không thấy Diệp Phàm nhưng nàng cũng biết Diệp Tàn và Diệp Quỷ nói chuyện phiếm với nhau, gần đây Diệp Phàm không tích lũy đủ nhiều, thiên hạc tiêu xài quá cao vốn hun đúc chuẩn bị chia tài nguyên của mình cho Diệp Phàm nhưng tài nguyên phân phối ở tiềm long phong một tháng chỉ được 100 điểm, căn bản không có tác dụng gì quá lớn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền đi ra ngoài nhiệm vụ điện nhận một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần tổ đội, cần đệ tử nhị tinh, Diệp Phàm không đủ chuẩn bị, thân phận của nàng rất tốt, nhiệm vụ tiếp theo chính là lập đội, tổ đội không yêu cầu gì đối với tinh cấp. Thuận lợi tiến vào một đội ngũ, tên đội trưởng kia hiểu rất rõ tình huống điền mộc, rất dứt khoát đáp ứng sông khói đi theo, cũng cho phép nàng mang theo một đồng đội nhất tinh đương nhiên diệp phàm và tòng chỉ có thể nhận được một thù lao duy nhất đối với một người dĩ nhiên về phần hắn có ý tưởng khác hay không thì cũng không biết không không có chuyện gì ta đi lầm đường gương mặt xinh đẹp của ông đỏ lên bàn tay trắng nõn nắm chặt quần áo trên người sau đó cúi đầu rời đi diệp tàn nhìn thấy người sông khói không khỏi lắc đầu không để ý tiếp tục đi huấn luyện phượng minh phong Thiên hạc của Diệp Phàm trước sau như một hấp dẫn không ít sự chú ý của các nữ đệ tử, chỉ có điều khi trang phục của hắn xuất hiện, thái độ của chúng nữ đã thay đổi 180 độ. Phượng Minh Phong là ngọn núi tu hành để con cháu là thiên phủ thuần nữ đệ tử, chắc chắn được cả thiên phủ hoan nghênh nhất, không ít nam đệ tử không có việc gì cũng sẽ đi dạo một vòng dưới chân núi của Phượng Minh Phong, may mắn còn có thể gặp được một vài nữ đệ tử xinh đẹp, cho dù không chạm vào được. Nhưng nhìn thấy một đám nữ tử ai cũng có đặc sắc đi tới đi lui trước mắt, đó cũng là một loại hưởng thụ không thôi. Đương nhiên, vì phòng ngừa một ít sắc lang không có việc gì lại chạy loạn ở chỗ này, dưới chân núi Phượng Minh Phong có một cái tuyến, qua cái lần này, nhẹ thì đánh một trận, nặng thì trở thành trò cười của Phượng Minh Phong, về sau tán gái khó khăn rồi. Hiển nhiên Diệp Phàm đã trực tiếp đi qua tuyến đường này, lập tức, thiếu nữ đệ tử khuôn mặt khác nhau nhìn hắn. Người này là ai vậy, dám đến Phượng Minh Phong chúng ta? xem trang phục là tiềm long phong trời ạ à, từ lúc nào mà nam nhân ở ngọn núi này đều dám đến phượng minh phong chúng ta tìm nữ nhân chứ đợi một lát hộ vệ đội phượng minh phong tới có hắn đẹp mặt hi hi thật đúng là không phải nói tướng mạo vẫn là của man soái dáng người cũng không tệ là loại hình bản cô nương thích ha chẳng qua phục sức của tiềm long phong ai nhìn chúng không dùng được nha là đệ tử nhất tinh sao còn có tiên hạc ô oh, người này có chút quen mặt hình như là cái gì kia nhỉ chính là người phát tài từ tân sinh, Diệp Phàm hẳn là hắn, người này sẽ không phải là vì kiếm điểm tích phân bành chứng chứ. Trong vô số lời bàn tán, mấy vị nữ đệ tử từ ngọn núi bay xuống, sắc mặt khó chịu nhìn Diệp Phàm nói, đây là Phượng Minh Phong, nam nhân và chó không được đi vào. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, Phượng Minh Phong còn có quy củ này sao, đánh đồng với đàn ông với chó. Xem ra, Phượng Minh Phong này chủ yếu là phụ nữ vạn năm, hoặc là bị nam nhân làm tổn thương đến mụ ngốc nhưng mà nếu là thật bất kể người bị nam nhân làm tổn thương hay là không thích nam nhân lập ra một quy củ như vậy ngoại trừ giảm tố chất bản thân xuống thì còn có tác dụng gì bình thường loại quy củ này đều có bảng hiệu hắn ngược lại không chú ý lúc này hết nhìn đông tới nhìn tây hiển nhiên cái gì cũng không có lời này rất có thể chính là do nữ đệ tử này tự chủ trương nói nói chuyện với người đấy người nhìn cái gì đệ tử một tinh người ở tiềm long phong còn có thiên hạc người chính là diệp phàm đi người nói là một cô gái tóc đỏ dáng người vô cùng nóng bỏng khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân trên tay đeo một đôi găng tay màu đỏ trong vẻ xinh đẹp mang theo một tia cao ngạo ta tiếp nhận nhiệm vụ tới chấp hành nhiệm vụ mà thôi diệp phàm lấy lệnh bài nhiệm vụ ra cất cao giọng nói chúng nữ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ ngược lại nhìn về phía lệnh bài trong tay hắn nguyên một đám sắc mặt khác nhau lại không sợ chết nhận nhiệm vụ đưa hoa chúng ta tránh ra một hồi xem tiêu sư tỷ thu thập hắn thế nào hì hì thật sự là không biết trời cao đất rộng ngay cả nhiệm vụ này cũng dám tiếp nói xong đông đảo nữ tử trực tiếp tránh ra nữ tử tóc đỏ kia lộ ra một nụ cười mị hoặc sư đệ một đường dễ đi à không thuận buồm xuôi gió diệp phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ sớm biết một ngàn tích phân không dễ kiếm nhưng vô duyên vô cớ bị mắng một trận thật đúng là tâm tình phiền muộn nếu sớm biết nữ đệ tử nơi này bài ngoại như vậy hắn sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này bất quá nếu đã đến vậy cũng không tiện trở về tay không dưới ánh nhìn vui sướng khi người gặp họa của một đám nữ tử cùng với sư tỷ tóc đỏ n nhiệt tình đi về phía chỗ ở của tiêu xanh vũ diệp phàm rời đi không lâu ninh hồng trần mang theo mọi người đi theo tới chân núi thiên hạc của diệp phàm cho bọn họ xác nhận diệp phàm quả thật đã tới đỉnh phượng minh khác với đáy ngộ của diệp phàm vô số nữ đệ tử phát ra tiếng thét tên ninh hồng trần vang vọng toàn bộ đỉnh núi phượng minh tiếp theo càng ngày càng nhiều nữ tử từ trên núi bay xuống là Hồng Trần sư huynh sao? Oa, wow, đẹp trai quá đi, sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Không được rồi, ta hô hấp khó khăn, thật muốn được Hồng Trần sư huynh sủng hạnh a. À. Kiếm tiền khách sư huynh cũng tới, ai nha, hôm nay ta chưa ăn mặc gì mà. Một đám hoa si vây Ninh Hồng Trần lại, còn nam nhân gì đó và chó không được đi vào, thì trực tiếp vứt ra xa vạn dặm, một đám nữ tử vây quanh Ninh Hồng Trần, ước gì hắn mau chóng đi vào, tốt nhất là tiến sâu một chút. Bắc Cung Thanh Sơn là điển hình người gặp nữ nhân liền không đi đường, nhìn một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trước mắt, loại chuyện tìm Diệp Phàm tính sổ này trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong lúc mọi người nói chuyện, hai nữ tử từ thềm đá màu trắng trên đỉnh núi đi xuống. Âm thanh của nữ tử thét chói tai lập tức nhỏ đi không ít, từng người tránh ra một lối đi, không cần phải nói, đây là hai vị phu nhân của Ninh Hồng Trần, Vương Văn Phượng, Tôn Nhã Vật, bất luận là mỹ mạo hay tư chất, đều là trình độ đỉnh cao. Không Trần, người tới rồi. Vương Văn Phượng đi tới bên cạnh Ninh Hồng Trần, vô tình hay cố ý ngăn cách Bắc Cung Tuyết, nhẹ giọng nói. Bản thân Bắc Cung Tuyết không gần Ninh Hồng Trần lắm, rất dễ bị Vương Văn Phượng chen vào, nàng không để ý mà trực tiếp di chuyển sang bên cạnh, tránh vị trí ra, nói cho cùng, người nàng thích vẫn luôn là Diệp Phàm mươi 99, Linh vực phản phệ, hai đại Mỹ nữ tuyệt thế vần quanh, có điều Ninh Hồng Trần lại lơ đáng khẽ nhíu mày, chớp mắt đã biến mất, hai nữ nhân này đều là Mỹ nhân đỉnh cấp, Công phu nằm trên giường cũng rất cao nhưng không có linh hoạt kỳ ảo như Bắc Cung Tuyết. Đối với hành vi của Vương Văn Phượng, hắn không phải rất cao hứng. Hiện tại chính là quá trình lấy được Bắc Cung Tuyết, hai nàng chen chân vào chắc chắn sẽ khiến hắn bị lây dính không ít. Chẳng qua hình tượng hắn vẫn luôn nho nhã đa tình, lúc này tự nhiên sẽ không chỉ trích hai người. Lần này chúng ta tới là để tìm Tiêu sư tỷ, nghe nói Tiêu sư tỷ có rất nhiều kiến thức trên kiếm pháp của nữ tử, sư phụ bảo ta mang hai vị sư muội tới để mở mang kiến thức một chút. Văn Phượng, Nhã Vận, các ngươi trở về trước đi, chờ những chuyện này ta xong, sẽ đi tìm các ngươi. Ninh Hồng Trần Ôn Nhu nói, là tìm tiêu sư tỷ, chúng ta đưa các ngươi tới đó là la, yên tâm, ta biết người có chính sự, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng rồi, vị này là tiểu sư muội Bắc Cung Tuyết đúng không, thật xinh đẹp, chẳng trách lại mê hoặc Hồng Trần nha. Vương Văn Phượng nghe vậy Ôn Nhu nói, trong lúc nói chuyện, không có sự chê vào đâu được. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sướng sờ, Giải thích ngược lại, ta không có gì với Hồng Trần sư huynh, Hồng Trần sư huynh chỉ là vì ta là sư muội của hắn cho nên trợ giúp rất nhiều, các ngươi không nên hiểu lầm. Khanh khách, tiểu sư muội thật biết nói chuyện nha, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để bụng đâu. Huynh không cần phải giấu giếm giúp Hồng Trần, ở tặng thành điện vì chúng ta mà vứt bỏ tình cảm xưa cũ. Chúng ta đã bỏ ra loại chi phí này ở trong mắt rồi. Đi thôi, ta mang mọi người đến chỗ Tiêu sư tỷ. Vương Văn Phượng nghe vậy không khỏi cười nói: trong lòng có chút khinh thường, nàng tự cho mình cũng không phải người tốt lành gì, nhưng đối với loại nữ nhân mà cường giả yêu cũ của mình trong nháy mắt liền đem nàng vứt bỏ, nàng đồng dạng xem thường. Bác Cung Tuyết nghe vậy còn muốn giải thích, nhưng Vương Văn Phượng đã dẫn đầu rời xa, đám người lúc này mới đuổi theo. Bác Cung Tuyết vừa đi vừa nhớ lại lời của Vương Văn Phượng, còn có lời nói của tên đầu chọc kia, trong lòng có chút hối hận, hình như mình thật sự làm sai rồi. Ta cho mọi người cảm giác chính là một nữ nhân như vậy sao, vì Ninh Hồng Trần ta đã bỏ qua Diệp ca ca. Không, ta không phải nữ nhân như vậy, vì sao tất cả mọi người đều hiểu lầm ta, đột ngột như vậy, bác Cung Tuyết nghĩ tới một câu nói của Diệp Phàm trên thế giới này, một vạn người có cái nhìn như thế nào, ta không quan tâm đến suy nghĩ của người qua đường, ta chỉ quan tâm đến người ta quan tâm, vậy ý nghĩ của người mà ngươi thì sao? Còn nàng thì sao, nàng ta quan tâm đến cái nhìn của người khác, nàng không làm được, cho nên, nàng không xứng, đúng không? nơi tiêu xanh vô ở phượng minh phong xem như cực kỳ xa hoa dù sao nàng cũng không chỉ là đệ tử lục tinh mà còn là nhân vật thiên tài chân chính thiên phủ từ trước đến nay luôn rất rộng lượng đối với thiên tài diệp phàm rất nhanh đi tới chỗ tiêu xanh vũ gõ cửa nhưng không có bất kỳ người nào đáp lời lúc này hắn chậm rãi đẩy cửa ra đi vào một loại mùi máu lập tức ập vào mặt đây là tàu hỏa nhập ma hai mắt diệp phàm trợn to tiếp theo bay nhanh về phía gian phòng với kiến thức của hắn đối với khí tức tẩu hỏa nhập ma cực kỳ quen thuộc chỉ cảm nhận được mùi máu đặc thù cùng nguyên lực táo bạo lưu lại trong không khí hắn đã biết chuyện gì xảy ra tốc độ của diệp phàm cực nhanh hắn đã tới cửa lớn trực tiếp một cước đá văng cửa phòng tiếp theo chạy vội vào trong đập vào mắt lam là một hồ nước thật lớn bốc lên xương trắng trong hồ có một nữ tử đang hôn mê bất tỉnh cả người đang đứng cạnh bờ ao toàn thân trần trụi bên trong hơi nước như ẩn như hiện mặc dù lấy kiến thức của diệp phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng đứng yên tại chỗ, cái mũi xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, lông mi tú lệ, ngũ quan điểm xuyết trên khuôn mặt hoàn mỹ, thành tựu chính là một nữ tử quốc sắc thiên hương. Luận sắc đẹp của nàng, so với tất cả các nữ tử mà Diệp Phàm từng gặp còn xinh đẹp hơn ba phần, nhưng nói về vóc dáng. Chật chật, sao lại sung mãn như vậy? Mẹ nó, ta tới đây làm gì? Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, chạy đến bên người tiêu xanh vũ, tay phải đặt lên chán nàng. Vận chuyển nguyên lực, Lúc này Diệp Phàm hơi sừng sốt, có chút kinh hãi thì thào, làm sao có thể, linh vực phản phệ, cưỡng ép mở ra linh khuyết thứ hai, lá gan này thật đúng là không nhỏ. Linh khuyết thiên phú, chính là sau khi Tu Vi đạt tới đoán thể cảnh, mở ra tinh huyệt trong cơ thể, từ đó đạt được một loại thiên phú độc đáo, dưới tình huống bình thường, mỗi người cả đời chỉ có thể có được một cái linh cương thiên phú, cũng chỉ có thể mở ra một cái tinh huyệt. Nhưng mà, nghe nói một số công pháp đặc thù có thể lại một lần nữa mở ra tinh huyệt ở đoán thể cảnh, đạt được hai loại thiên phú linh cương, đây tuyệt đối là thủ đoạn nghịch thiên. Đương nhiên, có được có mất, bình thường loại công pháp này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa lúc đột phá cũng cần hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, tiêu vũ xanh trước mắt hiển nhiên là có được công pháp như vậy, hơn nữa lại đột phá ở bên trong hồ thuốc này. Bất quá bây giờ xem ra, thất bại trong gang tấc cũng may vạn hạnh trong bất hạnh, tại thời khắc nguy cấp này gặp được Diệp Phàm nếu không đổi thành bất luận người nào, nhẹ thì tu vi khó giữ được, nặng thì thân tử đạo tiêu lấy linh lực đặc thù của diệp phàm muốn trị tốt cho tiêu xanh vũ không khó nhưng thực lực của hắn quá kém mà tiêu xanh vũ lại nằm trong trạng thái vô thức linh lực của hắn căn bản không cách nào thuận lợi tiến vào trong kinh mạch của tiêu xanh vũ chỉ có một biện pháp đó là độ huyệt ngân châm có ngân châm diệp phàm mấy thứ này hắn đều sẽ chuẩn bị một ít ở bên trong nhẫn chữ vật dù sao một khi xảy ra chuyện đây chính là thứ có thể bảo mệnh nhưng nếu là ngân châm độ huyệt hắn cần nhìn rất rõ ràng huyệt vị với tình huống không ổn hiện nay của tiêu xanh vũ cách ghi huyệt độ rất khó không nghĩ quá nhiều cứu người quan trọng diệp phàm trực tiếp ôm tiêu xanh vũ từ trong vũng thuốc ra mỹ thể kinh tâm động phát hiện ra trước mặt diệp phàm mặc dù hắn có lực tự chế rất mạnh cũng không nhịn được có chút rung động đem cửa phòng đóng lại dùng đồ vật chặn lại diệp phàm trở lại bên cạnh hồ thuốc lấy ra ngân châm bắt đầu trị liệu thương thế của tiêu xanh vũ tình huống của tiêu xanh vũ rất không ổn Nàng không nghĩ tới tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng vẫn thất bại, kết quả thất bại chỉ có hai loại, một loại là tu vi mất hết, một loại là trực tiếp chết đi. Bắt đầu từ một khắc thất bại kia, cuộc sống của nàng đã lâm vào u ám, tu vi phế không bằng chết đi, chỉ bất quá nàng không muốn lấy tư thế như vậy chết đi, cởi hết quần áo, ở trong dược đàm. Cho nên, bất kể thế nào nàng cũng phải tỉnh lại, cho dù chết, nàng cũng phải chết có tôn nghiêm, trong lúc ngây thơ, nàng cảm thấy thân thể của mình được một người ôm lên, sẽ là ai? nữ nhân, nam nhân, không, nếu là nam nhân, ta nhất định phải giết hắn. Tiêu xanh vũ liều mạng mở to mắt, hai mắt chậm rãi mở ra một khe hẹp. Sau một khắc, một khuôn mặt in vào mí mắt của nàng, có chút mơ hồ không rõ, nhưng có thể kết luận không phải là nữ nhân. Là nam nhân, sao có thể là nam nhân được, vì sao Phượng Minh Phong lại có nam nhân, hơn nữa còn đang ở chỗ của ta. Trong lòng tiêu xanh vũ vô cùng khuất nhục, nàng muốn động, nhưng căn bản không làm được nàng nhìn thấy bóng người nam nhân mơ hồ kia lén lút đóng cửa phòng lại cũng nhìn thấy người nam nhân kia đi đến bên cạnh nàng đánh giá thân thể nàng từ trên xuống dưới một lần sát ý và khuất nhục điên cuồng không ngừng tấn công thần hồn của tiêu xanh vũ một khắc sau nàng lại lần nữa hôn mê